Nói lại cái đầu bài này để cho có cái lưu âm cho đủ ha. Câu đầu tiên là Minh Giáo viết Thánh Hiền chi học cố phi nhất nhật nhi cụ, tức là Hòa thượng Minh Giáo nói Thánh Hiền chi học, tức là một cái từ tổ định chung làm chủ ngữ cho câu này. Vì là từ tổ định chung cho nên mình phải dịch chữ học trước. Việc học của Thánh Hiền, cố là phó từ, có nghĩa là vốn. Vốn chẳng phải là chữ phi này, lúc này không có động từ cho nên chữ phi này là động từ. Chẳng phải là một ngày mà đủ, cụ là đầy đủ, mà đủ. Nhật bất túc kế chi dĩ dạ. Nhật bất túc tức là cái việc học các ban ngày không đủ, kế là tiếp tục cái việc học vào ban đêm. Dĩ này có nghĩa là vào, dạ là đêm, vào ban đêm. Từ tổ giới tân đặt sau động từ kế cho nên nó làm bổ ngữ. Còn chữ chi này là đại từ thay thế cho cái việc học, tiếp tục cái việc học vào ban đêm. Tích chi tuế nguyệt, đây là từ tổ định chung, tức là nếu mình dịch là từ tổ chủ ngữ đó, chủ vị đó, thì nó không có đúng, cho nên từ tổ này từ tổ định chung cho nên mình phải dịch là chữ tuế nguyệt trước. Tuế nguyệt là năm tháng, những năm tháng, do những năm tháng hay là nhờ những năm tháng tích lũy. Tích này là tích lũy. Tự nhiên khả thành thì tự nhiên, cái việc những cái kiến thức mình học đó, khả thành thì có thể thành tựu. Cố viết học dĩ tụ chi vấn chi, vấn dĩ biện chi, cho nên nói học để chi, học để tích tụ. Chi này cũng là thay thế cho những cái kiến thức mà mình đạt được đó. Học để tích tụ những kiến thức, rồi vấn tức là hỏi han thỉnh giáo, để biện tức là biện là biện giải, mình biện giải, mình bàn qua bàn lại đó, gọi là biện giải những cái kiến thức mình đã học. Đó là cái ý thứ hai. Cái nên là tư ngôn, tư này là đại từ, có nghĩa là đây này, cái điều này nói, tức là những cái điều mà mình ở trên mình đã bàn luận đó, thì tư này thay thế cho những cái điều đó. Điều này nói tức là những cái điều đó đó, có nghĩa là học phi biện vấn vô dĩ phát ngôn, phát minh. Học việc chữ học này cũng vậy, chữ học này đứng ở trước đầu câu và nó đứng trước cả động từ và đứng trước cả phó từ vô định nữa, cho nên chữ học này lúc này nó biến thành cái việc học, là nó mang cái tính danh từ, tức là cái sự học hay cái việc học. Chẳng phải, phi là phó từ vô định, nếu mà việc học mà không có, chứ không phải chẳng phải, nếu mà việc học mà không có biện giải và thỉnh giáo, vấn là thỉnh vấn đó, cho nên mình dịch là thỉnh vấn hay thỉnh giáo, thì vô dĩ. Mấy vị nhìn ở dưới cái từ ở dưới chú thích là vô dĩ, có nghĩa là không có cách nào. Vô dĩ có nghĩa là không có cách nào, cho nên là còn phát minh là biện ngữ. Nếu mà việc học á, không có biện giải, tức là bàn luận, rồi thỉnh hỏi hay là thỉnh giáo, thì không cách nào phát minh, tức là phát triển được cái việc học của mình, hay là hiểu biết sâu rộng, đó là phát minh. Kim giả học giả sở chí, kim là ngày nay, phó từ danh từ làm trạng ngữ chỉ thời gian. Học giả tức là cái từ tổ chữ giả, cái người học. Sở chí từ tổ chữ sở, ngày nay người học, tức là cái ngày nay á, cái những cái kiến thức mà người học đạt được. Nhưng mà nếu mình chỉ dịch ở ngang ngang ngừng đây á thì nó sẽ không hiểu, nhưng mà theo con nghiên cứu những cái bản Hán hiện á, tức là cái chỗ này có nghĩa là cái ngày nay cái người học á, cái điều những cái kiến thức mà người học đạt được có một chút kiến thức nào đó đó thì sao? Ở dưới này nếu ai có cái kiến thức Hán Hán hiện á, sẽ thấy rằng là ngày nay nè, cái chỗ mà kim học giả sở chí có nghĩa là ngày nay cái người học của ngày nay á, thì khi mà có một chút cái học vấn hay là chút một kiến thức
thì sao? Tự mình cho rằng là mình là tài giỏi, bất phàm có nghĩa là tài giỏi, tự cho mình là tài giỏi, tự cho mình là phi thường. Do vì cho nên cái câu kim học giả sở chí, mình phải hiểu một cách thêm cái ngữ cảnh này thì mình mới hiểu, cho nếu mà chỉ chữ đâu nghĩa đó thì cái chỗ này không hiểu được. Kim học giả sở chí thì có nghĩa là cái người học ngày nay khi có chút kiến thức hay là có chút học vấn thì tự cho rằng mình là phi thường hay là tài giỏi. Hiếm hữu hãn chứ, hãn là hiếm mà, hãn hữu phát nhất ngôn vấn biện ư nhân giả. Thì chữ giả ở đây là không có nghĩa là trợ từ, không có nghĩa gì hết, chỉ có ư nhân là từ tổ động tơ, giới tân thôi. Thì là hiếm là chữ hãn là hiếm. Ngày nay á, cái người vì không có, vì tự cho mình khi mà có chút học vấn nào đó thì tự cho mình là phi thường hay là tài giỏi, cho nên hiếm có ai mở lời phát nhất ngôn, tức là mở một lời tức là mở lời để hỏi, để thỉnh giáo đó, để thỉnh cầu học họ, thỉnh vấn hay là thỉnh giáo, hoặc là biện giải qua lại với mọi người, ư nhân tức là với mọi người. Như vậy cái đoạn này các vị có ai thắc mắc, cái bài này nó hơi khó một chút, tức là nó mình phải hiểu cái ngữ cảnh rồi mình để thì hiểu thêm cái ý nghĩa theo cái ngữ cảnh này, cho nên mình phải thêm cái ý nghĩa thì mới có thể hiểu được. Còn nếu như mà mình chỉ cái chữ đâu nghĩa đó thì rất là khó hiểu, nhất là cái đoạn sau của cái phần đoạn này. Dịch lại đoạn này cho các vị ha. Minh giáo viết, tức là ngài Minh giáo hay là hòa thượng Minh giáo nói: thánh hiền chi học từ tổ định trung làm chủ ngữ, cái học việc học của thánh hiền cố phi nhất nhật nhi cụ vốn chẳng phải một ngày mà đủ. Thì cái này dễ, chữ đâu nghĩa đó thôi, không có thêm thắt cái ý gì hết. Nhật bất túc tức là cái việc học ban ngày không đủ. Chữ nhật này giống như là trạng ngữ, chỉ thời gian á, việc học vào ban ngày á không đủ thì kế chi dĩ dạ, thì tiếp tục, kế là tiếp tục cái việc học, chữ chi là thay thế cho việc học, tiếp tục cái việc học vào ban đêm, dĩ dạ là vào ban đêm. Câu kế là tích chi tuế nguyệt tự nhiên khả thành, đây cũng là từ tổ định trung, cho nên là trải qua hay là do hay là nhờ những tháng ngày tích lũy. Mình thêm vào cái từ là trải qua hay là do hay là nhờ những tháng ngày tích lũy tự nhiên khả thành, tức là những cái việc học đó đó tự nhiên có thể thành tựu. Nãy giờ mình đang nói cái việc học, cho nên ở đây tự những cái chủ ngữ là đã tỉnh lược, cái việc học đó tự nhiên có thể thành tựu. Cố viết, cho nên nói học dĩ tụ chi, vấn dĩ biện chi. Cái việc học học ở đây là động từ, học để tích tụ, tụ là tích chứa, dồn chứa, tích tụ, học để tích tụ những kiến thức. Vấn dĩ biện chi, thỉnh giáo hay là thỉnh vấn hay là thỉnh cầu, hay là thỉnh vấn hay là học hỏi hay là hỏi han để biện giải, tức là khi mình hỏi qua hỏi lại thì để biện giải những cái kiến thức mình đã được học. Cái chi này thay thế cho cái tri thức mình được học. Tư ngôn, tư là thay thế, đại từ thay thế cho cái nghĩa thì là đại, này đây, cho nên cái điều này nói, tức là điều này là chỉ cho những cái điều mình luận bàn ở trên đó. Nói học phi biện vấn vô dĩ phát minh, trước tiên là chữ học là mình thấy ở đây không phải là động từ mà nó là biến thành cái danh từ tính, tức là cái sự học hay là cái việc học. Phi biện vấn, biện vấn cả hai đều động từ. Chẳng phải nếu không có, nếu cái việc học á mà mình không có biện giải, tức là bàn luận, biện bạch qua lại, và vấn là thỉnh hỏi hay thỉnh giáo qua lại, hỏi qua hỏi lại. Vô dĩ tức là không có cách nào, vô dĩ là một cái từ cố định, vô dĩ là không có cách nào. Phát minh,
tức là không có cách nào phát minh. Phát minh là phát phát triển được những hiểu rõ, được những cái kiến thức mà mình đã được học. Kim học giả sở chí ngày nay, nếu mà dịch sát cái từ này á, thì chữ học giả là từ tổ chữ giả tức là người học, rồi kim là ngày nay, còn sở chí tức là từ tổ chữ sở tức là cái những cái kiến thức mà mình đạt được ngày nay, những kiến thức mình đạt được tới đây mình không là dừng thì nó sẽ không hiểu. Do vậy cho nên là con tra cứu cái bản tiếng Hán hiện á, giải thích rằng là ngày nay cái người học á, người học ngày nay á, thì là khi có được chút kiến thức, khi học được chút kiến thức thì là tự cho rằng mình đã tài giỏi. Mình thêm cái là tự cho rằng mình đã tài giỏi. Kim học giả sở chí tức là ngày nay những kiến thức mình học ngày nay đạt được, thì tự cho rằng mình tài giỏi. Hiếm á hãn hữu phát nhất ngôn vấn biện ư nhân giả. Hãn là có nghĩa là hiếm, hiếm có người có ai, hay là hiếm có người. Phát tức là mở, phát nhất ngôn tức là mở lời để hỏi han, rồi biện giải, biện bạch qua lại đó với mọi người. Còn chữ giả này không có nghĩa gì hết. Ư nhân có nghĩa là với, ư là với, nhân là người, với mọi người. Rồi đoạn này có ai thắc mắc gì không à? Im lặng tức là không thắc mắc ha. Dạ, hôm qua đoạn kế. Qua Bất chi tương hà dĩ, tùy trợ tính địa. Trước tiên mình coi cái từ vựng ha. Chữ tùy có nghĩa là lợi ích, nghĩa chính của nó là lợi ích, chỗ lợi. Và cái chữ sân mở trợ lại hoành đi sân. hả, sao Sư chưa chuyển mở lại cho mang nên đội mới bài mới. ủa sao bữa nay nó cứ bị cái dạng hay sáng này cũng bị vậy đó, không có thấy màn hình hả, Dạ chưa chuyển slide á sư. Thấy màn hình cũ. Bài Minh Giáo hả? ngoài lần thì chỉ chuyển qua đánh cái mũi tên thì nó chạy xuống, tức là mình thấy mà sao sáng, hồi sáng này cũng vậy. Sư bấm xuống một slide nữa đi sư. Dạ rồi đó sư. Rồi, trước tiên là cái câu đầu tiên mình coi cái từ vựng của nó. Hà dĩ thì hôm trước là con có nói rồi, tức là hà dĩ đây là từ tổ giới tân ha. Dĩ là giới từ, hà là tân ngữ, nhưng mà vì chữ hà là đại từ nghi vấn, trong câu mà có đại từ nghi vấn mà làm tân ngữ, tân ngữ nó có hai vị trí, một là tân ngữ cho giới từ, hai là tân ngữ cho động từ, thì thường thường người ta dùng đảo trang, tức là đảo cái vị trí lên trước, ta gọi là cấu trúc đảo trang. Cho nên hà dĩ tức là vì sao, làm sao, thì cái này làm trạng ngữ. Rồi chữ tỳ có nghĩa là lợi ích, chỗ lợi, và chữ trợ này cũng nghĩa là giúp đỡ. Còn chữ tính và chữ địa, tính địa ở đây có chú thích nè, tính địa có nghĩa là tính, có nghĩa là tự tính, và địa có nghĩa là tâm địa. Như vậy bây giờ mình dịch cái đoạn này có nghĩa là nếu mà dịch sát á, thì nếu cái người mà học như vậy á, tức là học một có một chút xíu, có chút ít kiến thức rồi không có hỏi han người khác, tự cho mình là đủ rồi, thì cái vị này mới, hòa thượng này mới than, mới 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 phát lên cái lời cảm thán, tức là than đau xót thương cho những cái hàng hậu học, đó là bất tri tương hà dĩ, tỳ trợ địa, tính địa, tức là không biết làm sao mà có thể lợi ích được cái tự tính và tâm tâm địa của mình. Nhưng mà nếu theo dịch cái như vậy thì mình không có thấy rõ. Và nếu theo cái bản dịch mà hắn hiện thì là sẽ để là không biết làm sao mà có thể là chữ chữ tỳ trợ này có nghĩa là khai mở được trí huệ,
của tự tính và tâm địa. Thì đó là nếu mà mình hiểu cái tì, nếu mình chỉ nghĩ chứ, chữ hiểu theo cái từ điển cái chữ tì và chữ trợ đó, tì là lợi ích và trợ là giúp đỡ thì nó không rõ, mà chữ tì trợ này có nghĩa là khai mở. À, và cái tính tâm tính này, nếu mà tâm tự tính và cái tâm tính mà tâm địa này thì mình hiểu vậy không rõ, cho nên thêm là cái trí tuệ của tự tính và tâm địa. À, như vậy con này con dịch lại: bất tri tương hà dĩ, tì trợ tính địa. À, khi thi các vị có thể dịch theo cái bản dịch, nhưng mà nếu như vậy á thì nhiều khi mình hiểu có nghĩa khó, hoặc là ghi theo những cái từ đó rất là khó hiểu. Bây giờ mình dịch chữ đâu nghĩa đó và mình chuyển một cái ý tí xíu, tức là không biết làm sao, nếu mà cái người học như vậy thì không biết làm sao mà có thể là khai mở được cái trí tuệ của tự tính, à, hay là tự tâm cũng được, tự tâm địa nghe nó không hay, à, có thể làm sao mà khai mở được cái trí tuệ của tự tính và tự tâm. À, thì đó là cái câu này: thành nhật tân chi ích hồ. Nhật tân có nghĩa là càng ngày, mỗi ngày thêm mới, hay mỗi ngày càng tiến bộ, hay là mỗi ngày mỗi tiến bộ. Nhật tân là có vậy, nhật là mỗi ngày và tân là tiến mới. Tân là mới, mỗi ngày mỗi mới, tức là mỗi ngày mỗi tiến bộ. Và chữ nhật tân chi hồ tức là cái từ tổ định chung. Thì làm sao có thể mà thành đạt, không những là làm sao, không biết các vị đó làm sao có thể là khai mở được trí tuệ tự tính tự tâm, rồi để thành đạt được, hay là để đạt được cái sự ích lợi mỗi ngày một tiến bộ. Nhật tân chi ích có nghĩa là sự ích lợi của mỗi ngày một tiến bộ, hay là càng ngày càng tiến bộ, hay là càng ngày càng thêm mới. Chữ hồ là trợ từ biểu thị cái ngữ khí nghi vấn, tức là dùng trong câu nghi vấn. Làm sao mà có thể được cái sự ích lợi ngày tiến bộ hơn. Thì đó là cái câu đầu của cái đoạn này. Đại Giác Liên Hòa Thượng viết, tức là Hòa Thượng tên là Đại Giác Liên, Hòa Thượng Đại Giác Liên nói: ngọc bất trác bất thành khí. Ngọc mà không có, trác có nghĩa là mài dũa, ngọc mà không mài dũa bất thành khí, tức là không trở thành cái đồ dùng. Mà nếu đồ dùng không thì nó chưa có rõ cái nghĩa, cho nên người ta dùng cái chữ là làm sao có thể thành cái đồ dùng tốt đẹp, hay là cái dụng cụ tốt đẹp. Chữ khí này có nghĩa là dụng cụ, đồ dùng. Nhân bất học, người không học. Trước tiên nghĩa là lấy cái dụ viên ngọc ra để làm cái dụ, và kế nữa là để nói cái sự việc cụ thể. Nếu mà người không học á, bất tri đạo, tức là không biết được cái đạo lý. Đạo này chỉ cho cái đạo lý. Người không học thì không biết đạo lý. Đạo lý này chỉnh ra cho đạo lý của thánh hiền. Kim chi sở dĩ chi cố. Kim chi sở dĩ tức là cái ngày người học ngày nay á, cái người đời nay. Kim nay không phải chỉ nay không, mà kim là chỉ cho cái người đời nay. Chi sở dĩ là mình dịch là như sở dĩ. Người học ngày nay, hả, cái người ngày nay sở dĩ biết được cái những cái điều xưa. Người ngày nay sở dĩ biết được những cái người xưa, hay là những cái điều xưa. Hậu chi sở dĩ chi tiên, người đời sau sở dĩ biết được những cái việc đời trước, hay là những cái người đời trước. Hai ý đều có thể được, vì có thể biết được những cái quá trình, cái lịch sử của các bậc tiền bối đời trước, hoặc là biết được những cái công trình của các vị tiền bối đời trước. Cho nên là có thể hiểu hai cái ý cũng được, ý nào cũng được. Thiện giả khả dĩ vi. Cái chữ dĩ vi nó đánh rời, nhưng mà cái dịch đó mình sẽ tách ra, tức là dĩ lấy cái này, lấy cái gì đó để làm cái gì đó. Cho nên thiện giả tức là những cái điều tốt đẹp của các vị mà xưa và tiền bối, những cái bậc mà thời xưa đó, những người đứa trước đó, gọi là thiện giả, tức là những cái điều lành, hay là những cái người lành, hay những cái điều tốt đẹp, hay là những người tốt đẹp có thể lấy những cái điều đó để làm cái phép tắc. Chữ pháp này có nghĩa là cái phép tắc, làm cái quy tắc để mình noi theo đó. Thì đây vui chưa, bà hai vui chưa.
Bạch sư, con chưa được nghe nữa ạ. Tắt cái âm thanh rồi con nói lại nha. Dạ. Dạ. Kim chi sở dĩ chi cố, câu này nãy nghe kịp chưa? Nhân bất học bất chi đạo, rồi kim chi sở dĩ chi cố, hậu chi sở dĩ chi tiên. Tới đây được nghe được chưa? Dạ được. Rồi bây giờ tới học thiện giả khả dĩ vi pháp, rồi ác giả khả dĩ vi giới. Có nghĩa là ở phía trước ta nói là ngày nay á, người ngày nay sở dĩ biết được ngày xưa đó, thì là rồi ngày ngày người đời sau mà sở dĩ biết được cái người ngày trước á, thì là cái người lành khi mà hiểu được vậy thì cái người lành hay là người tốt có thể lấy đó, do mình thấy được những cái gương hạnh của người trước á, cho nên mình có thể lấy đó để làm cái phép tắc. Pháp này có nghĩa là phép tắc. Rồi ác giả tức là cái người xấu ác á, thì có thể lấy đó để mà những cái người xấu ác của đời xưa đó, thì qua đó mình có thể lấy đó để làm cái điều răn. Giới này có nghĩa là răn, cảnh giác, răn đề phòng cảnh giác, cho nên mình thấy là có thể hiểu là lấy đó để làm cái điều răn, tức là thấy những cái điều xấu ác của những người xưa, điều tốt thì thấy đó để mình học làm cái phép tắc để mình noi theo, và những cái điều xấu thì mình lấy đó để mà làm cái điều răn, hay là để cảnh giác cũng được, làm cái điều cảnh giác hay là cái điều răn. Tới đây được chưa? Cái này thì cũng không có khó, tại vì cũng có thể là chữ đâu nghĩa đó thôi, nhưng mà mình phải hiểu cái ý này nó tương tục tới ý kia thì nó sẽ dễ hiểu. Câu kế nữa là lịch quán. Lịch là trải qua, quán là quán sát, trải qua cái sự quán sát tiền bối, tức là những cái bậc tiền bối, trải qua sự quán sát xem xét những cái bậc tiền bối, các vị tiền bối đó lập thân, cho nên cái chữ tiền bối này nó làm tân ngữ cho động từ quán, mà nó vừa là chủ ngữ cho cái động từ sau, tức là nó gọi là cái thành phần kim ngữ, kim hai chức năng, tức là trải qua sự quán sát các bậc tiền bối đã lập thân, các ngài các bậc tiền bối này đã lập thân, tức là xây dựng đào tạo và có những cái quá trình cống hiến như thế nào gọi là lập thân. Rồi dương danh tức là nổi tiếng, dương danh ư đương thế, nổi tiếng ở đời, ở đương thời á, nổi tiếng ở đương thời, tức khi mà mình bị cái gì những bậc tiền bối và ở đời trước mà, cho nên là thông qua hay là trải qua sự quán sát những cái bậc tiền bối đã lập thân và nổi tiếng ở đương thời thì sao? Tiên bất học vấn nhi thành chi hỷ. Tiên có nghĩa là hiếm, ít, thì hiếm có người nào, hiếm có người nào không học và hỏi, hay là không học và thỉnh giáo mà thành tựu được cái sở học của mình, hay là cái tri thức mà mình thành đạt được, thì đó là cái bài bài học vấn. Các vị ai có không không hiểu không? Nếu mà vì học ở trên online thì không có thấy được tất cả các cái mặt của các vị, nên cũng không biết được là ở trên hình là chỉ hiện vài người thôi, không biết được cái khi mà mình học trên lớp á, thì thấy được cái biểu cảm của các vị, cho nên là biết được các vị có hiểu hay không, thứ nhất. Và thứ hai nữa là thông qua cái sự mà hỏi, tức là bắt cái vị yêu cầu các vị lên làm, thì con sẽ biết được là các vị có hiểu hay không. Nhưng mà ở trên học ở trên online thì nó thiếu cái điều kiện đó, nó không có thuận lợi cái điều kiện đó. Nhưng mà cho nên là khi con hỏi á, hay là các vị thắc mắc á, thì mình đừng có ngại, bởi vì học nay qua cái bài học này mình cũng hiểu là học thì phải hỏi, cho nên mình hỏi để mình mới thấu triệt, gọi là biện, mình phải hỏi qua hỏi lại rồi mình mới hiểu được, thì cho nó gọi là học và biện. Do vậy cho nên là các vị đừng có ngại là không có hiểu rồi hỏi thắc mắc hay sợ tốn giờ hay gì á, bởi vì như vậy thì sẽ ngăn nhân cái cơ hội mình hỏi các vị khác có thể là hiểu được rõ hơn.
Và hơn nữa cái trình độ của chúng ta học ở trong lớp này nó không, nó chênh lệch rất nhiều. Chênh lệch không phải là do mình dở, và bởi vì cái điều kiện mỗi người nó khác nhau. Có thể người giỏi thì đã từng nhiều đời nhiều kiếp học, và cái người giỏi đó cũng có thể ngay kiếp này đã được cái điều kiện học tốt hơn. Còn có người yếu á, thì do vậy cho nên các bậc tôn túc á, thường là nói rằng là cái người giỏi mình không nên tự cao, còn người dở thì mình cũng không có gì, không có tự ti, bởi vì mình chưa học. Nhưng mà mình chưa học thì bây giờ mình học, mình phải học, chứ không có nói là mình yếu rồi mình bỏ luôn. Mà mình yếu bỏ luôn thì là mình đã càng ngày càng lún xuống, thì càng ngày nó càng dở, càng dốt. Cho nên mình phải không biết thì cứ hỏi. Rồi, cái chỗ... rồi em hỏi đi. Hỏi đâu rồi, đâu rồi? Ai mới dịch? Thầy sư. Thầy sư, con dịch nghe, kẻ dữ có thể noi gương người xưa mà né tránh các việc ác được. Không được, dịch vậy là nó không có rõ, tức là ác giả khả dĩ vi giới, tức là cái người xấu ác á, cái điều xấu ác hay cái người xấu ác có thể lấy đó để làm điều răn, tức là những cái điều mà người xấu ác của người xưa đó. Cho nên là vì trải qua cái đoạn ý trước rồi có rồi tiếp tục cái ý này nó bổ sung cho nên mình phải nói là cái điều xấu ác hay là cái người xấu ác á. Vì trong cái quá trình mà trong quá khứ mình có thể là thấy những cái sự việc hoặc mình thấy những cái con người xấu ác, cho nên cái này mình có thể hiểu theo hai cách, tức là ác chi vật hay là ác chi nhân, ác chi sự hay là ác chi nhân đều được, tức là những cái người xấu ác hay là những cái điều xấu ác, thì có thể lấy cái điều đó đó giữa cái chỗ mình tân ngữ này, lần sóng này, có nghĩa là thay thế cho cái điều mà xấu ác đó đó, có thể lấy cái điều đó để làm điều răn, hay là lấy cái điều đó để cảnh giác, làm điều cảnh giác. Thế vậy mình dịch như vậy thì mình sẽ chữ đâu nghĩa đó thôi, nó rất là dễ. Nhưng mà mình phải hiểu cái ý phía trước, bởi vì cái trước đó là ngày nay biết được ngày xưa, và ngày sau biết được cái điều trước hay là cái người trước, thì là những cái điều lành hay là những cái người tốt lành á, những người thiện lành á, thì mình có thể lấy đó để mà làm cái phép tắc, phép tắc để mình học, mình nương theo. Và cái người xấu ác thì mình có thể lấy đó để mà mình cảnh giác hay mình làm cái điều răn. Thì mình dịch chữ đâu nghĩa đó nó sẽ rõ hơn. Ở trong bài có những cái đoạn mình dịch nếu mà theo đó nó rất là khó. Nên các vị nếu mà mình không hiểu á, thì mình cứ dịch theo cái này. Vì sao cái câu trên con dịch có thể noi gương, noi theo gương hạnh người xưa mà học pháp được. Câu trên đó, thiện giả. Thì cũng tạm tạm được, nhưng mà tại sao mình không dịch như vậy cho nó sát và nó không có mất nghĩa, không có sai cái nghĩa. Tại vì thiện giả là chủ ngữ nè, tức là những cái điều lành hay là những cái người tốt lành, rồi khả là trợ động từ có thể, rồi dĩ vi là động từ, tức là lấy cái điều đó để làm cái phép tắc. Thì nó dễ không hơn, tại sao mà mình không dịch vậy mà phải dịch dịch thoát cái kia thì nó không có rõ, là không có đúng nghĩa lắm. Mặc dầu nó cũng có ý đó nhưng mà mình cứ dịch sát theo vậy. Dạ, đúng không? Rồi, còn ai đang thắc mắc nữa không à? Rồi thông qua ha. Dạ, dạ sư bấm vô nơi cái ô mà kế cái chỗ số 71% để nó ra cái slide trình chiếu. Còn bây giờ là sư đang ở cái chế độ soạn dạ soạn bài á, thành ra nó. Thầy sư con hỏi một câu nữa ngay chỗ ti thất phu á. Mình dịch là ti là chủ thiên hạ nhưng không phải là họ thông suốt. Ti ở chỗ nào ha? Cái câu trên cùng. Ủa, cái này không phải, cái này trong bài khác không ạ? Trong bài dịch, trong bài viết chính tả, bài dịch âm. Bây giờ trước mắt là cái đoạn này các vị đã hiểu hết chưa? Có cần cái gì nữa không? Im lặng là qua được chưa? Dạ qua được chưa? Con hiểu rồi. Rồi bây giờ mình qua cái bài mới ha.
Chưa bấm vô online 22 á. Rồi thấy không? Thấy cái bài ái liên thuyết không? Bấm vô sao cái live hồi giống hồi nãy, chưa bấm tiếp theo. Vậy em phải tắt sao ngày nay nó hơi lạ ha. Bấm số 22 à, không. Sư bấm vô cái chỗ trình chiếu của sư. Chỗ trình chiếu là chỗ nào? Cái phía dưới có cái số 71% á, sư bấm vô cái ô kế đó. 71% đâu có thấy đâu. Cái dưới của cái bài luôn. Đó đó đó, à. Kế với ô kế, ô kế á sư. Ok không, là okay. Không ô bên kia, ô bên bên kia. Trái bên trái. Bên trái bên trái sư. Không phải. Kế cái chỗ số 71% á. Đó. À, thì không phải, không? Sư không có làm chương trình tự động, sư phải bấm ngay chỗ cái số hồi nãy mà cô kia chỉ thêm một like á. Bấm số 22 là nó ra. Không, tại vì cái không. Nếu mà bấm vô cái ô đó là nó tự trình chiếu. Là mình rồi. Chỉ có cái không số có tùy theo làm chức năng, nếu mà tự động nó mới trình chiếu, còn không có làm chức năng tự động thì nó sẽ không trình chiếu. Không, là mình phải tự bấm chỗ đó. Là tự nhiên mình nhấp qua là nó qua, bên này là cô đang ở cái sư đang ở cái chế độ soạn bài. Rồi bây giờ bài 55 ái liên thuyết thấy chưa? Thấy rồi sao? À, rồi bây giờ mình học cái bài cuối cùng là cái bài ái liên thuyết. Bài này các vị nó có nhiều cái cấu trúc. Bây giờ trước tiên mà con giải thích đó, thì các vị tự nhìn nhận ra cái cấu trúc của nó thôi. Đầu tiên là chữ thủy, lục, thảo, mộc, chi, hoa. Đây là cái gì? Trải qua 7 buổi rồi, bữa nay là buổi thứ 7. Thì bây giờ bữa nay cái bài cuối cùng này các vị thử trình bày cái quan điểm của mình. Ai biết được thì phát biểu cho nó nhanh để các vị phía sau từ từ người ta thấm nghe mình phát biểu một lần, rồi con giảng lại lần nữa thì nó sẽ hiểu hơn. Thủy lục thảo mộc chi hoa, đây là cái gì đây? Có định trung à, có phải chủ ngữ không? Dạ, nó là bốn ngữ. Là hoa. Nó phải đúng là từ tổ định trung, đúng rồi. Giờ bây giờ bước thứ hai nữa là mình coi nó có phải là chủ ngữ không. À, nó không có phải là chủ ngữ, bởi vì sao? Ở phía sau nó có chữ khả ái giả, tức là cái chữ thủy lục thảo mộc chi hoa nó giới thiệu cái bối cảnh, cái tình huống này. À, dịch là hoa của loài cây, loài cỏ trên đất, đất liền á, và nước à, trên đất liền và dưới nước à, hoa của loài cây, loài cỏ trên đất liền và dưới nước à, giới thiệu cái ngữ cảnh thôi. Vì phía sau nó có chữ ái khả ái giả, đây là gì? Khả ái giả là gì đây? Là chủ ngữ. À, là chủ ngữ, nhưng mà cái gì làm chủ ngữ? Đúng là chủ ngữ rồi, nhưng mà cái gì làm chủ ngữ đây? Thích tố giả. Hả? Từ tổ chữ giả phải không? Khả ái giả, tức là khả ái chi hoa. Do vậy từ tổ chữ giả, hình thức thì nó khác, nhưng mà khi dịch á, mình cũng biến thành chữ giả này là chi hoa rồi, cho nên nó cũng thành từ tổ định trung thôi. À, nếu mà dịch khả ái chi hoa thì là hoa, tức là cái loài hoa đáng khả ái là động từ, cho nên mình phải dịch chữ khả trước rồi chữ ái sau. Khả là trợ động từ, ái là động từ, động từ của cái từ tổ này nha, không phải động từ của câu à, của từ tổ khả ái giả thôi. Cho nên là loài hoa đáng yêu à, loài hoa đáng yêu, chữ khả này thông thường mình gặp nhiều đó, là mình dịch là có thể hay là được. Nhưng mà chữ khả ngoài cái nghĩa là được hay là có thể ra thì nó còn có nghĩa là đáng nữa. Cho nên là khả ái, tức là khả ái giả, tức là khả ái chi hoa. Mà khả ái chi hoa tức là dịch là loài hoa đáng yêu à, đó là chủ ngữ à, đây làm chủ ngữ. Nếu mình không có cái tình huống phía trước là thủy lục thảo mộc chi hoa thì đâu có biết là chữ giả này thay thế cho cái gì. Cho nên nó giới thiệu cái tình huống à, sau đó chữ giả này mới thay thế cho hoa làm chủ ngữ. Rồi thậm phồn, phồn là hình dung từ làm vị ngữ à, thậm là phó từ có nghĩa là rất. Loài hoa đáng yêu rất nhiều, trong các cái loài hoa
là của cây, là của cỏ ở trên đất liền và dưới nước thì rất là nhiều loại hoa, và cái loại hoa mà đáng yêu cũng rất là nhiều. Đó là câu đầu. Câu kế là tấn đào nguyên minh độc ái cúc. Tấn là vào đời Tấn, đời Tấn làm trạng ngữ chỉ thời gian. Đào nguyên minh là tên riêng của một vị, tên là Đào Nguyên Minh, làm chủ ngữ của câu này. Độc ái cúc, độc là phó từ có nghĩa là riêng, là chỉ, ái là động từ làm vị ngữ, và cúc là danh từ làm tân ngữ. Vào đời Tấn á, ông Đào Nguyên Minh chỉ yêu thích hoa cúc. Con này không có khó gì ha. Câu kế là tự lý đường lai, tự chấm 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 lai. Cái cấu trúc mà tự chấm chấm lai tức là từ đâu trở về đây, từ đâu đến đây, tức là từ đời đường thuộc dòng họ Lý á, cho đến nay. Tự chấm chấm lai có nghĩa là cái cấu trúc cố định, có nghĩa là từ đâu cho đến từ đâu cho đến nay, tức là từ đời, mà từ đâu ở đây là từ Lý Đường, mà Lý Đường không phải là Lý là chiều Lý, mà chỉ có chiều đường thôi, nhưng mà Lý thì họ Lý, tức là từ cái đời, từ chiều Lý nhà họ dòng họ Lý, chiều đường dòng họ Lý đến nay. Thế nhân thậm ái mẫu đơn, thì thế nhân làm chủ ngữ từ tổ định trung, phải không? Người đời thậm ái rất yêu hoa mẫu đơn. Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm. Trước tiên là chữ dư là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Chữ dư này cũng đồng nghĩa với chữ ngã hay là chữ ngô mình đã gặp qua. Ngã là ta là tôi, ngô cũng là ta là tôi, thì ở đây chữ dư này cũng là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất, có nghĩa là ta, tôi. Độc ở giống ở trên, chỉ và liên. Rồi kế nó là xuất ứ nê. Mấy vị thấy là mình, cái người mới học mình để ý nè, hoặc thậm chí cái người đã học lâu rồi, nhưng mà cái cách mình nhìn là chữ ứ là lấy cái âm ư, phải không? Ư là giới từ đó. Bây giờ thấy cái bộ thủy vô để biểu thị là cái nghĩa. Rồi chữ nê, chữ này là ni chúng, bây giờ chữ ni nè, chữ ni bây giờ lấy chữ ni này, chữ ni này, cho nên nó có khi đọc nê, có khi đọc ni ha. Rồi cái chữ lấy cái bộ thủy vào để làm cái nghĩa, cho nên ứ nê là bùng lầy. Còn chữ xuất là mọc ra. Vậy có cái, nếu mà chữ ái rồi xuất rồi ứ nê, như vậy cái này nếu bỏ chữ chi đi thì cái này là gì đây? Liên xuất ứ nê. Nữ đồng tân. Từ tổ. Từ tổ gì? Chính phủ. Từ tổ phải chính phủ, nếu chính phủ, từ tổ chính phủ nó cũng giống từ cũng tổ gọi là từ tổ từ chủ vị. Đúng rồi, từ tổ chủ vị. Nếu mà từ tổ chính phủ á, cái từ hồi xưa ta nói gọi là từ tổ chính phủ. Tức là chính là cái là trung đó, trung tâm, cho nên là gọi là chính, còn phụ là định ngữ bây giờ, cho nên từ tổ định trung. Còn ngày xưa ta gọi là từ tổ chính phủ, cho nên từ tổ chính phủ chính là từ tổ định trung. Còn mà từ tổ định trung á, thì sao? Mình phải dịch cái danh từ chính trước, sau đó mình dịch theo mũi tên thuận hay là dịch theo mũi tên ngược, là tùy theo cái gì làm định ngữ. Còn bây giờ đây là liên, rồi là nếu mình bỏ chữ chi đi thì chữ liên có phải là chủ ngữ không? Hoa sen. Rồi xuất là mọc ra ở bùng lầy, mọc ra từ cái bùng chỗ bùng lầy. Cho nên là đây là một câu, nhưng vì có chữ chi nó xen giữa chủ và vị, chủ là liên và vị là xuất, cho nên đây gọi, người ta gọi đây là từ tổ chủ vị. Từ tổ chủ vị khi dịch thì từ tổ chủ vị nó khác với từ tổ định trung, có nghĩa từ tổ định trung mình phải dịch cái danh từ trung tâm trước, danh từ chính đó, gọi là đoan từ đó, hay là nãy là từ tổ chính phụ đó, từ tổ từ chính trước xong mới dịch từ phụ sau, thì đây là từ tổ chủ vị, cho nên mình dịch như một câu. Nhưng mình biết rằng là đây là cái gì? Là một cái từ tổ, phải không? Liên chi xuất ứ nê, tức là tôi, tức là đầu tiên là cái loài hoa đáng yêu thì rất nhiều. Rồi ông Đào Nguyên Minh á, thì chỉ yêu hoa cúc. Còn từ cái đời Lý, mà nhà từ đời đường nhà Lý để cho đến nay, thì người đời rất là yêu hoa mẫu đơn, tức là phần đông là yêu hoa mẫu đơn. Bây giờ tới tôi á, thì sao? Tôi thì chỉ yêu hoa sen.
mọc ra từ bùn lầy. À, cho nên cái hoa sen mọc ra từ bùn lầy này nó làm tân ngữ cho cái động từ ái. À, mọc ra từ bùn lầy và không có mà không có nhiễm bùn, nhiễm mùi bùn đó, bất nhiễm, tức là nhi bất nhiễm mà không nhiễm, tức là không nhiễm mùi bùn. Tại vì đó là nguyên cái ái chi liên chi xuất ứ nê. Nguyên cái này nó làm tân ngữ cho động từ ái. Rồi trác, trạc chứ, trạc, trạc là nó thật ra chữ rạc, tài trạc đó là rửa, trạc là rửa, là giặt, chứ không có ý nghĩa là tắm. Nhưng mà hoa thì đâu có thể nào rửa hay là giặt, cho nên ta dùng là từ tắm, tức là ngâm trong nước đó, nó ngâm mình trong nước. Và thanh liên là chỉ cho nước trong, trong sạch. Kế nữa là nhi bất yêu. Chữ yêu này á thì là cha nghĩa chính á, nữa là có nghĩa là lẳng lơ, tức là mình thấy cái bộ yêu nè, yểu ha, yêu là chết, yểu đó. Và ở đây nó có lấy cái bộ yêu là cái âm và kết hợp cái bộ nữ. Bộ nữ này người ta, chữ yêu này người ta có thể dịch là diêm dúa hay là lẳng lơ, tức là nếu mà người con gái mà không có đàng hoàng trang nghiêm á, đức hạnh á, thì ta gọi là cái người lẳng lơ, hay diêm dúa. Nhưng mà đối với hoa thì mình đâu có thể nào, trong tác phẩm á, trong tác giả ở đây người ta dịch vẫn là dịch là lẳng lơ, tức là nó tắm mình trong nước trong mà không có lẳng lơ, không có lẳng lơ, phải không? Không có lẳng lơ. Nhưng mà theo con nghĩ, con tra cứu rất là nhiều, thì nó có cái ý nghĩa là lè loẹt, tức là nó tắm lè loẹt là vì sao? Tức là hoa sen á nó rất là trang nghiêm. Nó, mình thấy là lát cắt ở phía dưới mình sẽ thấy là nó đâm thẳng vươn cao lên, nó không có ngã qua ngã lại hay nó xen với những cái cây lá khác, mà nó đâm thẳng một mực lên từ dưới bùn, đâm thẳng lên khỏi mặt nước rồi nở bông ra, cho nên nó là không có lè loẹt, nó đâm thẳng. Cho nên là ở đây mình dịch là nó tắm, tức là hoa sen, hoa sen mà nó mọc từ trong bùn này ra nè, hoa sen đó đó nó tắm mình trong nước trong và không có lè loẹt. Hơn mình dùng cái từ lè loẹt đó nó rõ hơn, nó nhẹ hơn là cái từ lẳng lơ. Cái nó là trung thông ngoại trực, bên trong á thì là thông suốt, bên trong là rỗng đó, rỗng thông, bên ngoài thì thẳng, ở trong cái cây sen á, giữa nó rỗng và nó đâm thẳng lên trên, nó cao vút lên trên. Bất mang bất chi, cái bài này chỉ có những cái đoạn này là mình phải kỹ lưỡng tí xíu thì sẽ hiểu rõ thôi. Mang á có nghĩa là bò lan, và bò lan thì nếu mình dịch là không có bò lan, nó không có hay câu cú, nó nghe nó vụng về. Cho nên bò lan tức là nó không có xen cái cành, tức là không có xen với những đâm sang những cái cành mà cành lá khác, mà nó vươn thẳng lên, cho nên là bất mang. Bất chi là cái cành, chi là cành, nhưng mà ở đây bây giờ mình nó đứng sau cái động từ bất nè, phó từ bất, cho nên nó phải là động từ thôi. Cho nên là bất chi có nghĩa là không có đâm cành, chỉ chi là cành, nhưng mà bây giờ nó biến thành động từ thì mình phải dịch là bất mang khóc không bò lan, cho nên con dịch là không có sen chen lá đâm cành, không có chen lá, không có đâm cành, cho nên mình dịch một cái từ bất thôi, không chen lá đâm cành. Bởi vì mang là bò lan, bò lan có nghĩa là chen nhau qua những cái cành khác, nó quấn vào nhau, nó đang sen trong nhau, còn hoa sen thì nó không có cái tính này. Kế nó là hương viễn ít thanh, cái hương thơm của nó đó càng xa, mặc dầu ở đây không có chữ cả ít, chữ càng ở phía sau nó có, cho nên mình dịch là hương thơm càng xa thì càng thanh khiết. Ở trong bài tác giả chỉ dịch là khiết thôi, nhưng mà nó chữ khiết á thì chữ thanh này có nghĩa là trong, là sạch, phải không? Cho nên mình dịch là thanh khiết nó rõ hơn. Hương thơm càng xa thì càng thanh khiết, tức là cái mùi nó nhẹ mà nó phảng phất, nó rất là thanh khiết, biểu thị cái sự là chân quý ha. Cái nó là đình đình, tỉnh trực, thì đình đình có nghĩa là đình đình, các vị coi chữ đình đình
Nếu dịch nghĩa từ điển thì có nghĩa là cao vút, nhưng mà nếu mà cha đó thì đình đình ha, thì có nghĩa là đình đình tĩnh trực, có nghĩa là nó cao vút và tĩnh trực, đó có nghĩa là ngay thẳng. Cho nên cây sen á nó vượt cao, mọc lên cao và nó mọc thẳng lên. Cho nên chữ đình đình tĩnh trực có nghĩa là chữ tủng lập, và tủng lập thì có nghĩa là mọc lên thẳng. Và những cái từ này mình phải tra. Cho nên các vị nếu như mà mình học mà đặc biệt là tăng ni ha, tất nhiên người Phật tử bây giờ cũng là những cái ở bên Trung Quốc á, các vị biết bây giờ tất cả những cái người mà giáo viên á, những cái giáo viên mà gọi là giáo sư trường đại học á, giáo sư trường đại học phần đông họ không phải là những người tín đồ của Phật giáo, nhưng mà phần đông họ nghiên cứu Phật giáo á, thì thấy được cái giá trị của Phật giáo cho nên là cái tinh thần và tư tưởng triết thuyết nó rất là sâu sắc, nó đem lại ích lợi cho họ, không những là về cái mặt nghiên cứu, đồng thời là về cái tinh thần trưởng dưỡng cái đạo đức của họ nó cũng rất là tốt đẹp. Do vậy cho nên là những cái giáo sư đó, khi mà ta dạy cho các sinh viên á, phần đông người ta được cổ động động viên sinh viên phải là nghiên cứu Phật pháp và đặc biệt là ở bên Trung Quốc á, những cái người mà sinh viên á, người ta là sinh viên bình thường, ta không phải là họ tín ngưỡng Phật pháp, nhưng mà vì cái tinh thần gọi là học thuật á, nghiên cứu về học thuật nhưng mà Phật giáo mình nó có cái tính chất là sao, hễ mà mình tiếp cận thì nó có cái tính thuyết phục, vì nó rất là sâu xa và cái triết thuyết rất là có cái tính là triết học, tính nào nó cũng có, tính giáo dục cũng có, tính đạo đức cũng có, và tâm lý cũng có, nghĩa là mặt nào mình tiếp cận nó đều có cái tác dụng đó. Do vậy cho nên cái người tiếp cận đến nó thì là sẽ đều sao, đều là rất là hấp dẫn, hãy lôi cuốn họ. Thậm chí cái thời xưa mà khi Phật giáo mới đến đất nước Trung Quốc á, thậm chí những cái người mà người ta ở tại Trung Quốc là cái nước là có cái đạo truyền thống là Nho giáo và Lão giáo. Do vậy cho những cái người mà gọi là người trí thức á, thành phần trí thức á, phần đông là người ta đều là bảo vệ cái Nho giáo và Lão giáo, tức cái đạo truyền thống của người ta. Và cái đạo truyền thống thì cái tinh thần là phụng nước, phụng dân và cống hiến cho đất nước rất là mãnh liệt. Nhưng mà khi mà ra có cái thời đại đó là thời phong kiến, khi mà ra cống hiến á, thì là gì, những cái thành phần mà ác trược á, tức là gian tà rồi tham nhũng cái nọ, họ sẽ tìm cách để mà hại lẫn nhau. Thì khi mà họ mà vấp ngã mà năm lần bảy lượt như vậy, cứ vừa lú lên thì họ tìm cách để tâu với vua đó, tâu với vua rồi bị đầy lên chỗ này. Đặc biệt là những cái người mà nổi tiếng, cụ thể là đất nước Việt Nam mình nó cũng những nhân vật này cũng được nổi tiếng, tức là Tô Đông Pha, rồi Vương Duy, Lý Bạch hay là Bạch Cư Dị vân vân, một số cái những nhà văn mà ở tại Việt Nam mình cũng rất là nổi tiếng, có tên tuổi. Và chúng ta thấy Bạch Cư Dị á, thì là cái có cái câu chuyện mà cái người Bạch Cư Dị khi đến vị thiền sư thì thỉnh dạy cho con cái thế nào là Phật pháp, vị thiền sư nói là gì đó tự nhiên quên cái dứt các điều ác, làm các điều lành, tự tịnh kỳ ý, rồi thị chư Phật giáo đó. Vị thiền sư chỉ nói cái đại ý của Phật pháp mà chỉ nói có bốn câu. Vị Bạch Cư Dị mới nói là cái đại ý của Phật pháp chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Thật ra có ba câu à, tu ba câu à, còn cái câu kia là kết luận lại. Thì cái vị thiền sư mới nói là cái người mà cái câu này nè, ba cái bốn cái câu này là tuy là cái người ba tuổi, đứa nít ba tuổi, tại vì cái Bạch Cư Dị nói vậy đó, này trẻ con đứa nít nó cũng biết nữa. Vị thiền sư mới nói là trẻ con á, 8 tuổi, 3 tuổi nó cũng biết, nhưng mà cái người 8 tuổi, 80 tuổi cũng chưa thể thực hành được. Thì mấy những cái tích đó là mình thấy được biểu hiện rằng là những cái người mà Nho gia đó hay là đạo giáo đó, họ khi mà họ bế tắc trong cái quan trường á thì họ tìm đến Phật giáo, bởi vì những cái người mà gọi là tác gia, những cái người tác gia thì thường thường là người ta thích những cái cảnh là yên lặng, rồi trong chùa chiền nó có những cái điều nó hấp dẫn phù hợp với những nhà văn, cho nên họ khi họ thăm viếng, mà thăm viếng thì tiếp cận với các nhà sư, thì các nhà sư mới trao đổi và từ từ họ tiếp cận dần dần thì họ tìm được cái sự giải thoát an lạc trong đó.
và từ từ họ tiếp cận. Khi họ tiếp cận rồi, không biết các vị ở đây có học cái môn là văn học Phật giáo chưa? À, tức là khi mà tiếp cận rồi thì sao? Thì họ là những cái tác phẩm của họ đó đều là viết lên những, dùng những cái từ ngôn từ của Phật giáo, à, gọi là họ ảnh hưởng, họ mượn vay những cái từ Phật giáo. Rồi đồng thời những cái tác phẩm văn chương của họ đó đều dùng những cái tư tưởng, những triết thuyết của Phật giáo, cho nên họ là ảnh hưởng Phật giáo. Còn Phật giáo thì là sao? Phật giáo thì là ảnh hưởng, mượn vay, tức là cái nghệ thuật mà đi truyền giáo đó. Nếu mà mình nói triết thuyết khô khan quá thì cái người nghe không có hiểu, cho nên họ phải là mượn những cái người tu, hay là nói thật cụ thể là thời Đức Phật cũng vậy, các ngài đều là dùng những cái, mình thấy là những cái tác phẩm kinh điển đều dùng thí dụ nè, kệ tụng nè, và những cái hình ảnh, những cái nghệ thuật nói chung rất nhiều về cái nghệ thuật của văn học. Thì đó là mình vay mượn nghệ thuật của văn học để mình truyền giáo, tức là mình thuyết giảng cho nó dễ hiểu, dễ nghe, dễ nhớ. Thì đó gọi là, thì mình thấy là tất cả những cái à, những cái tự nhiên đang nói mà con nói thật, nói xuyên qua cái điều này xa quá, không biết tới đâu rồi. Tức là mình thấy là những cái hoa sen á là nó biểu trưng một cái ý nghĩa thanh cao như vậy. Do vậy cho nên là trở lại cái điều này là hương viễn ít thanh, tức là cái hương mà càng xa thì càng thanh khiết. Đình đình tịch chuẩn, tức là cái hoa sen nó, cái tính bản chất của nó là mọc lên thẳng và cao vút, cho nên là mình có thể dịch là mọc thẳng, cao vút và mọc thẳng, chữ đình đình tịch chuẩn, tỉnh trực. Đó là cái đoạn này. Như vậy cái đoạn này có ai thắc mắc không ạ? Đoạn này chỉ có đoạn phía sau là mình phải dịch nó hơi trục trặc tới, nhưng mà mình tìm cách, tức là con tìm mọi cách để cho các vị là vừa dễ hiểu mà vừa dễ dịch. Chứ nếu mình bám theo cái cách dịch của tác giả thì có khi mình lại lúng túng không hiểu, mà lại là khó nhớ nữa. Cho nên con dịch lại cái đoạn này ha. Thủy lục thảo mộc chi hoa, đây là một từ tổ định chung. Và để giới thiệu cái ngữ cảnh này, hoa của loài cây, loài cỏ trên đất liền và dưới nước. Thủy là chỉ biểu trưng cho nước, và lục là biểu trưng cho đất liền, cho nên là hoa của cái loài cây là cỏ trên đất liền và dưới nước. Khả ái giả thậm hồn, thì cái loài hoa đáng yêu rất nhiều. Kế nữa là Tấn Đào Nguyên Minh độc ái cúc, tức là vào đời Tấn, ông Đào Nguyên Minh chỉ yêu hoa cúc. Tự Lý Đường Lai, tức là từ đời Đường, dòng họ Lý cho đến nay. Thế nhân thậm ái, thì cái tự Lý Đường Lai này là trạng ngữ chỉ thời gian, vào cái thời điểm nào, gọi là trạng ngữ chỉ thời gian. Thế nhân thậm ái, thế nhân là từ tổ định chung làm chủ ngữ. Người đời rất yêu hoa mẫu đơn. Dư độc ái liên chi xuất ứ nê nhi bất nhiễm, tôi chỉ yêu hoa sen mọc ra từ bùn lầy mà không nhiễm, hay là hòa không nhiễm bùn lầy. Trạc thanh liên nhi bất yêu, nó tắm mình trong nước trong mà không có lòe loẹt. Trung thông ngoại trực, bên trong rỗng, bên ngoài thẳng, bất mang bất chi, là không có chen lá đâm cành. Viễn hương viễn ít thanh, hương càng xa thì càng ít, là nghĩa là càng khó từ, có nghĩa là càng hương càng xa thì càng thanh khiết. Đình đình tĩnh trực, nghĩa là mọc thẳng cao vút. Thì đó là đoạn thứ nhất của cái bài Á Liên Hoa. Qua đoạn khác ha. Rồi các vị có thấy màn hình không? Dạ chưa. Ủa sao bữa nay ngộ, mấy bữa trước đâu có vậy, chỉ cái bằng bấm cái mũi tên xuống là nó. Dạ chưa. Mà màn hình nó, con xin sư là phóng to lên để cho tụi con dễ nhìn nè. Thì phóng to rồi đó, phóng to cho nên không. Dạ, lần trước sư dạy là nó hết cái màn hình của con luôn, bữa nay thì nó lại thêm có một cái cột bên tay trái. Cho nên cái bài của Sương nó nhỏ lại.
Ủa sao kỳ vậy? Dạ, đây, cái nhỏ là này là cái màn hình soạn. Dạ. Sư phải bấm cái vô nếu màn mà yếu à, nó mới to. Dạ, màn hình nó to lên thì tụi con dễ nhìn đó. Thì cái này là câu để cái màn hình to đó. Dạ. Con không không biết, nhưng mà lần trước sư giảng cái kỳ vừa rồi á thì nó hết cái bài giảng của sư nó nằm hết lên cái màn cái màn hình của con. Còn kỳ này thì nó thêm cái cột bên tay trái nữa cho nên nó nhỏ lại. Đây được chưa? Dạ bây giờ con thấy rồi nhưng mà nó vẫn nhỏ. Không biết nguyên nhân gì sao. Rồi bây giờ mình dạ, có cái đoạn. Rồi ai nói, các vị nào nói đi. Con sao? Dạ sư giảng tiếp đi ạ. Dạ, bây giờ cái đoạn cuối cùng của bài Ái Liên Hoa, Ái Liên Thuyết. Khả viễn quán à, cái, tức là chủ ngữ là loài hoa sen à, cái hoa sen làm chủ ngữ. Phía trước ta nói rồi, bây giờ cái đoạn này, cái câu này người ta không nhắc lại cái chủ ngữ à, tức là cái hoa sen có thể à, chữ khả là trợ động từ, và động từ là quán, có thể nhìn à, từ xa. Viễn quán có nghĩa là giống như là tùng viễn quán, tức là có thể nhìn từ xa à, ngắm từ xa à, chữ quán này cũng có nghĩa là nhìn hay là ngắm từ xa. Nhi bất khả tiết ngoạn, tiết ngoạn có nghĩa là bỡn đùa à, mà không thể bỡn đùa à, tiết ngoạn tức là biểu trưng cho cái loài hoa này là hoa hoa quý, trân quý, mình có thể ngắm nhìn cái vẻ đẹp thanh khiết của nó, chứ mình không có thể là ngắt hái nó để là mình cấm chỗ này chỗ kia để mình đã bỡn đùa à, tức là để chỉ biểu thị cái sự trang nghiêm và trân quý đối với cái loài hoa sen à, như vậy. Còn chữ yên này là trợ từ chứ không có nghĩa gì hết à, do vậy câu này là khả viễn quán nhi bất khả tiết ngoạn yên, tức là có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể bỡn đùa. Dư vị à, dư vị có nghĩa là ta, chữ vị thường thường mình gặp là có nghĩa là nói, nhưng mà ở đây á, có nghĩa là tôi cho rằng, cái vị này kết luận cái ý của mình, tôi cho rằng. Rồi cho rằng cái gì? Cúc hoa chi ẩn vật giả giả, mẫu đơn hoa chi phú quý giả giả, liên hoa chi quân tử giả giả. Ba cái này nè, các vị nhìn coi nó là cái gì đây. Ba câu này thì nó là cái gì? Cấu trúc gì đây? Trước tiên mình muốn nhìn cái cấu trúc gì á, một câu thì mình phải nhìn cái gì đây? Nếu một câu, muốn xác định một câu thì trước tiên mình xác định cái gì? Con vẫn thường nhắc là muốn xác định một câu mình phải tìm cái gì? Tâm chủ ngữ, vị ngữ. À, khoan, chủ ngữ không cần. Bởi vì có khi nó tỉnh lược chủ ngữ đi. Hán cổ là chủ ngữ, ta nhắc rồi, ta nói rồi, ta sẽ tỉnh lược. Cho nên trước tiên mình phải nhìn động từ, tức là vị ngữ, hay là hình dung từ, làm vị ngữ. Nếu không có cái hai cái thành phần đó mà làm vị ngữ á, thì ngoài ra mình còn có học cái loại câu gì nữa? Câu liên động. Không, câu liên động tức là hàng loạt động tác. Hàng loạt động tác gọi là hàng loạt vị ngữ. Hết động tác này tới động tác khác. Ngoài ra nếu mà động tác thì nó vẫn có vị ngữ vậy. Còn bây giờ không có vị ngữ, nghe ra câu gì nữa? Còn liên ca. Câu nghi vấn là không phải câu mà là người ta gọi là cái thể xác định, rồi thể phủ định, rồi cái thể nghi vấn. Nó chưa phải là cái dạng câu mà mình nói ở đây. Mà câu tiếng Hán á, tức là câu liệt kê. cũng không phải. Liệt kê từng loại hoa. Câu phán đoán, nhớ không? Mình đã học rồi. Câu phán đoán. Như vậy hôm nay là buổi cuối của buổi học, nhắc lại một lần nữa. Câu phán đoán là cái gì? Câu phán đoán là có nghĩa là trước tiên nó là dịch chữ là. Và cái cấu trúc ra sao? Thì nó là phía trước cái chữ cúc này nè. Có khi trước chữ sau chữ cúc đó, nó có chữ giả. Giả mà rê y đó. À, giả này. À, giả, chấm chấm giả. À, đó là một cái hình thức, cái cấu trúc mà trước tiên. Có khi không có chữ giả cuối câu mà chỉ có một chữ giả. Giả, rồi có khi có dấu phẩy. Có khi không có, à, tức là giả giả hoặc là giả. Hoặc là có khi không có chữ giả trước mà chỉ có chữ giả sau này. À, thì cái này mình đã học rồi. Đó là
mấy cái cấu trúc, hoặc là như ở đây là giả giả cuối câu, đó là một cái loại. Mình có thể là mấy cái loại nhưng mà nó chỉ là toàn chữ giả không. Loại thứ hai, cái loại cấu hai, cái cấu trúc của thứ hai của cái câu phán đoán á, là nó có thể có động từ thị hoặc động từ vi. Động từ thị và động từ vi lúc đó cũng dịch là vì chữ vi nó rất là nhiều nghĩa, có khi nó là trở thành, có khi là rất là nhiều nghĩa, cho nên là mình coi khi nào chữ thị và chữ vi có nghĩa là thì mình sẽ là biết nó là động từ và dùng trong câu phán đoán, đặc biệt là dịch là ha. Cái thứ ba, cái cấu trúc thứ ba đó có nghĩa là trước giữa chủ ngữ và cái thành phần phán đoán này là nó là có cái phó từ, hoặc là phó từ tức, hoặc là phó từ tắc, hoặc là phó từ nãy cơ bản, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng có những cái phó từ lạ nữa, nhưng mà cơ bản nhiều nhất là ba cái phó từ đó, tức là phó từ tắc, phó từ nãy và phó từ tức. Thì mình dịch là chính là, nhưng cái bản mà Trần Văn Chánh và những cái bài khóa này nè, các vị học đó, phần đông mà trích ra thì là đều là cái sử dụng cái giáo trình của Trần Văn Chánh. Ông Trần Văn Chánh cho rằng là cái chữ tức đây nè, nó là đồng động từ, tức là nó giống động từ, đồng tức là giống giống động từ, cho nên một số các vị khi gặp chữ tức chữ nãy này cũng cho nó là động từ. Nhưng mà bên tiếng Hán, bên cái sách ngữ pháp của tiếng Hán á, thì người ta chỉ để là tức là phó từ, nhưng mà nó dùng để nhấn mạnh, cho nên cái dịch á, dịch là chính là chủ ngữ, xong cái chính là cái gì đó. Thì cái thành phần cái gì đó này nè, nó là gọi là cái thành phần phán đoán. Mà thành phần phán đoán này phần đông nó đều là một cái từ tổ, có thể là từ tổ định chung, có thể là từ tổ chủ vị, cũng có thể là từ tổ chữ giả, nhưng mà nó thường thường nó là từ tổ, gặp nhiều nhất là từ tổ định chung. Và cái từ tổ này sao gọi là phán đoán? Từ tổ này nè, nó để giải thích cho cái chủ ngữ, hay là nó định nghĩa cho chủ ngữ. Cho nên mình thấy là trong cái giáo trình mà sơ đẳng Phật học giáo Hoa thư, nếu ai chưa biết thì mở ra coi ha, Phật học sơ đẳng Phật học giáo Hoa thư trên mạng cũng có, mặc ở trên mạng thì là thường chữ Hán không có, còn cái chữ Việt á thì nó có, tức là Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, rất nhiều cái giải thích cái định nghĩa cái khái niệm của một cái từ nào đó ha, thì đó là gọi là câu phán đoán, bởi vì giải thích cho cái chủ ngữ. Rồi ngoài cái giải thích ra, nó còn nhận xét cái chủ ngữ hay là đánh giá cái chủ ngữ, thì tới đó gọi là câu phán đoán. Thì như vậy mình có cái khái niệm câu phán đoán. Do vậy cho nên mình thấy trong câu này không có động từ, có cái động từ ẩn dật nè, ẩn dật cũng là động từ, nhưng mà nó không phải trong đây. Nó trước cái động dật ẩn dật này nó có chữ hoa, và trước chữ hoa này có chữ chi. Như vậy cái này nó là câu gì đây? Cái cấu trúc này là cấu trúc gì đây? Từ tổ chủ vị. Đúng rồi ha. Tức là bây giờ trước tiên thì nó là câu phán đoán, cúc hoa chi ẩn dật giả giả. Đây là câu phán đoán, cúc là chủ ngữ và cái thành phần hoa chi ẩn dật là thành phần phán đoán. Và ba cái câu này đều giống nhau, nhưng mà chỉ khác là cái hoa, cái tính chất của hoa nó khác nhau thế nào thôi. Và cái thứ hai nữa là mình thôi, cái thành phần phán đoán này là cái gì làm thành phần phán đoán? Là cái từ tổ chủ vị. Giờ mình dịch, mà từ tổ chủ vị thì mình dịch như một câu bình thường, tức là chữ hoa chi ẩn dật, hay là hoa chi phú quý, hay là hoa chi quân tử, thì chữ chi này nó xen giữa, đứng giữa chủ và vị. Hoa là chủ ngữ, ẩn dật là vị ngữ, nhưng mà đứng giữa này nó làm gì? Nó làm mất cái tính chất câu, tạo thành một từ tổ, nhưng mà là vì từ tổ chủ vị, do vậy nó dịch như là một câu, nhưng mà nó chỉ là một cái từ tổ. Thì đó là thấy được cái từ tổ chủ vị như thế nào, tức là mình đã học rồi, nhưng mỗi lần mình gặp mình ôn lại ha. Bây giờ dịch nè, cúc là ha, cúc là chữ 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 dấu phẩy này nè, có khi nó cúc giả rồi phẩy, có khi nó không có ha. Cúc là thì cái sách xưa mà ngữ pháp xưa người ta gọi là biểu thị ngữ khí đình đốn. Đình đốn có nghĩa là ngăn lại, nó ngừng lại đó, để nó biểu thị cái thành phần phía trước này là chủ ngữ và thành phần phía sau là thành phần phán đoán. Thì cúc là có loài hoa ẩn dật, cúc là loài hoa ẩn dật. Mẫu đơn là loài hoa phú quý, vì phú quý là sang
sang dầu, nhưng mà nếu mà dịch sang dầu thì nó không hay, cho nên mình để vì hoa đó, cho nên mình để chữ nguyên âm luôn, tức là cúc là loài hoa phú quý, tức là loài hoa sang, phải không? Hoa quý quý trọng, loài hoa sang. À, hoa sen, à, sen là loài hoa quân tử. À, thì ba câu này đều là câu phán đoán. Và cái mình thấy cái thứ nhất là chữ cúc rồi phẩy chấm chấm giả giả, à, cho nên nó là cái mẫu câu phán đoán. Và thứ hai là mình coi cái gì làm thành phần phán đoán để mình dịch ra sao. Cái từ tổ, nhưng mà từ tổ chủ vị. À, cái đó là ý, cái chữ ý không, à, nhưng mà nó có bộ khẩu thì nó thuộc là tháng từ. Còn nếu không có bộ khẩu thì là ý nghĩa, à, là một cái từ. Nhưng mà bây giờ nó là tháng từ, tức là có bộ khẩu, đọc vẫn là âm ý, tức là ôi thôi, à, từ tháng từ. Ôi thôi, cúc chi ái, à, đào hậu tiên hữu văn. Ôi thôi, à, chữ ái chi cúc, đây là từ tổ gì đây? Mình nhìn á, thì mình thấy có thể đây là một cái từ tổ chủ vị được, phải không? Vì cúc là chủ, ái là vị. À, nhưng mà nếu mình dịch, có những trường hợp là nó hai hình thức. Mình hoặc là từ tổ này là từ tổ định chung, hoặc là từ tổ chủ vị. Thì khi đó mình sẽ dịch coi nó cái nào nó rõ, nó sáng hơn. Bây giờ nếu mình dịch là theo chủ vị á, à, vì chữ cúc là chủ nè, ái là vị, động ha, động cho nên nó làm vị được. Giữa, chữ chi đứng giữa chủ và vị thì có thể là một từ tổ chủ vị. Nhưng bây giờ mình dịch là cúc đáng yêu ha, cúc đáng yêu thì nó không rõ. Còn nếu mình dịch là cái sự đáng yêu, à, sự yêu đáng yêu của hoa cúc, thì như vậy chữ ái này là lúc này là cái từ tổ định chung. Và chữ ái này lúc này biến thành danh từ tính, tức là cái sự đáng yêu của loài của hoa cúc, thì nó rõ hơn là mình nói là cúc đáng yêu. Cúc đáng yêu nó không có mạnh nghĩa bằng cái loại sự đáng yêu của hoa cúc. À, đào hậu tức là sau ông đào, ông Đào Nguyên Minh á, sau ông Đào, sau cái đời ông Đào á thì sao? Tiên là hiếm, hữu là có, hiếm có ai, mặc dầu không có chữ hữu thùy hay là gì đó, không có ai hay là chữ nhân, nhưng mà khi vào cái ngữ cảnh này mình sẽ là hiếm có ai, à, hay là hiếm có nghe được, à, hiếm là hữu ha, à, hiếm là tiên, hữu là có, rồi văn là nghe, hiếm có nghe được, à, tức là nghe được cái gì, nghe được ai yêu thích cái hoa hoa cúc, phải không? Ông hoa, ông Đào, Đào Nguyên Minh là yêu hoa cúc, thì sau cái đời ông Đào á thì là ít có ai mà ít có nghe đến là ai thích yêu thích hoa hoa cúc, cho nên là tiên hữu văn. Thì cái chỗ này mình dịch cho nó nhẹ tí xíu cho nó dễ, à, tức là hiếm có nghe được, à, 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 người yêu thích, có thể thêm cái chữ người yêu thích đó là, à, hay là người yêu thích hoa cúc, à, sau ông Đào thì hiếm nghe được có ai yêu thích cũng được. Rồi câu kế là liên ái cũng vậy, liên ái tức là cái sự yêu thích, à, sự đáng yêu của hoa sen, à, là từ tổ định chung làm chủ ngữ. Đồng dư giả hà nhân, này cũng vậy, các vị tự thử suy tư cái đoạn này thôi. Đồng là giống nhau, à, dư là động tự, là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Rồi đồng dư giả hà nhân, đây là cái gì đây? Từ tổ Đồng Tân, à, từ tổ Đồng Tân phải không? Coi dạ. Lại nha, đồng dư giả hà nhân. Nếu mà từ tổ Đồng Tân á, thì động từ là tân, đồng là động từ, dư là tân ngữ, đúng rồi, giống với tôi. Nhưng mà chữ giả này là gì đây? Trợ từ. Đâu có trợ từ được, cái này là cái sự yêu đáng yêu của hoa sen á, thì cái người mà giống với tôi á. À, tại vì cái người mà có một cái người là tôi này, lúc nãy mình nói là chỉ riêng tôi thì yêu hoa sen, vì hoa sen nó mọc ra từ bùn mà không nhiễm mùi bùn. Do vậy ở đây cái người này nói nè, cái người tôi cho rằng, tức là rồi bắt đầu tiên là nói hoa cúc, à, sau ông Đào thì không có ít có ai mà yêu thích hoa đào. Bây giờ tới liên ái đồng dư giả, à, tức là cái người. Cho nên đồng dư giả đây là một từ tổ chữ giả, và chữ giả này có nghĩa là chi nhân, nó phải có nghĩa chứ. Cái người mà giống với tôi á, tức là cái người mà cũng yêu thích hoa sen giống tôi á, gọi là
đồng dư giả. Hà nhân, thì đây là đồng dư giả, hà nhân. Thì đây là cái câu phán đoán. Cái người mà giống với tôi á, nếu mà dịch sát á, là người nào? Mà nếu mà dịch là người nào thì nghe nó yếu cái câu, cho nên người ta tác giả ta dịch là người giống với tôi thì có ai? Phải không? Khi mình dịch sát rồi mà cái câu này nó không có giống cái văn phong của tiếng Việt mình. Cho nên mình chuyển lại tí xíu là người giống với tôi á thì có ai? Hiện tại cái người mà yêu hoa sen á, cái người tức là cái người mà giống với tôi, tức là cùng yêu hoa sen với tôi á thì có ai? Tức là người nào thì đồng dư giả, hà nhân là câu phán đoán. Đồng dư giả là chủ ngữ và hà nhân là thành phần phán đoán. Nhưng mà nếu mình dịch là câu phán đoán á, là chữ là người nào thì nó không có rõ. Nhưng mình sẽ chuyển theo, vì trong cái phương pháp dịch nó có cái lúc mình dịch chữ đâu nghĩa đó, tức là gọi là trực dịch, tức là dịch theo ngữ pháp chữ đâu nghĩa đó. Nhưng mà có những trường hợp vừa trực dịch, tức là mình sát theo cái ý này để mình không có sai với cái ý của tác giả, đồng thời mình kết hợp với cái ý dịch, có nghĩa là mình trải chuốt theo cái văn phong của cái tiếng của từng cái nước, hay là của cái ngữ cảnh đó, để cho nó phù hợp, tức là nó sẽ bóng bẩy và nó sáng tỏ cái văn chương và cái ý nghĩa hơn là mình dùng trực dịch. Cho nên mình kết hợp hai cái phương pháp, một là trực dịch, hai là ý dịch, gọi là cái phương pháp dịch là vậy. Cho nên ở đây nè, người mà giống với tôi, hà đồng dư giả, tức là đồng dư chi nhân. Người mà giống với tôi là người nào, tức là người giống với tôi thì có ai? Có ai mà còn yêu cúc giống với tôi không? Câu kế, mẫu đơn chi ái, tức là cái sự yêu thích hoa mẫu đơn, nghi hồ chúng hỷ. Thông thường mình gặp chữ nghi nhiều nhất á, là nghi là trợ động từ có nghĩa là nên. Nhưng mà chữ nghi ở đây có nghĩa là động từ, có nghĩa là thích hợp, phù hợp. Nghi ở đây nó làm vị ngữ. Còn mẫu đơn chi ái là một cái từ tổ định chung làm chủ ngữ. Cái sự yêu thích hoa mẫu đơn thì thích hợp với chữ hồ này, có nghĩa là giới từ, có nghĩa là với chúng, tức là với mọi người. Phù hợp hay là thích hợp với mọi người. Riêng hoa mẫu đơn vì nó là cái hoa sang trọng. Còn cái hoa mẫu đơn, hoa sen á, thì thường thường là nó là cái thuộc loại hoa quý, hoa quân tử mà, cho nên nó là để biểu cái ý nghĩa trang trọng, trang nghiêm. Cho nên cái người yêu thích, về yêu thích á, thì không có nhiều, nhưng mà hoa mà phổ biến nhất á, nó thuộc cái loại hoa sang trọng á, thì là cái hoa mẫu đơn, nó phù hợp với mọi người, chúng này chỉ cho mọi người. Như vậy đó là một cái tác giả này ta kết luận kết luận với cái ý là ba cái loại hoa này. Theo tôi, hay là tôi cho rằng cúc là hoa ẩn vật, rồi hoa mẫu đơn là loại hoa phú quý, rồi kế nữa là hoa sen là loại hoa quân tử, kế nữa là ôi thôi, sự yêu thích hoa, sự đáng yêu của hoa cúc sau ông đào hiếm có người nghe thấy người nào. Sự yêu thích, sự đáng yêu của hoa sen, người giống với tôi thì có ai? Sự yêu thích hoa mẫu đơn phù hợp với mọi người. Thì đó là cái đoạn thứ hai, đoạn kết của cái bài Ái Liên Thuyết. Rồi cái đoạn này có ai thắc mắc không? Nãy mình học là 1:25. Nếu không ai thắc mắc thì mình nghỉ giải lao rồi xong rồi vô ôn tập. Được không? Có ai thắc mắc không à? Dạ. Và như là để con nói luôn, là như là con nói lúc nãy, nếu mà lớp, bởi vì con thấy mỗi lần lên lớp á, là không biết là do cái nguyên nhân nào, do như là cái sự tìm hiểu á, thì là do trình độ chênh lệch, cho nên có một số theo không kịp. Thì nếu theo không kịp thì các vị có thể trong cái hai buổi mà con hướng dẫn á, con sẽ bỏ ra hai buổi để hướng dẫn cho các vị. Nếu vị, nhưng mà với yêu cầu là mấy vị phải hỏi, phải học. Bởi vì theo kinh nghiệm của con là, tức là thành phần mà chịu học á, thì ngay cả người già, tức là lớn tuổi là khó nhớ, rồi ngay cả người mà trình độ yếu, nếu mà chịu học thì vẫn theo kịp.
phải học kìa, phải chịu tìm hiểu và chịu học thì rồi mới là có kết quả nâng cao. Còn nếu mà mình đã già là khó học rồi, rồi cái nữa là trình độ yếu nữa, vì mình chưa từng học cho nên mình yếu thôi, thì mình lại không học nữa thì nó càng không thể nào mà nâng cao được. Do vậy nếu các vị mà có nhu cầu cần ôn, mà trong cái giờ ôn đó có thể hỏi những kiến thức mà mình không hiểu trong cái lúc, cho nên mình tự nhìn coi bài rồi mình thắc mắc chỗ nào mình ghi lại, để khi mà ôn á thì vừa ôn bài mà vừa là hệ thống là kiến thức á, thì là nó sẽ có cái giá trị hơn. Còn nếu mà ôn chỉ nói qua qua và cái người không có đáng thì thời gian của con cũng đáng tiếc, mà các vị bỏ ra vô ngồi cũng thấy mệt mỏi. Cho nên là mình là muốn làm việc cho tốt thì các vị phải coi cái nhu cầu mình có cần không. Nếu cần thì cứ báo thầy lớp trưởng, thì rồi xong rồi mở room và hẹn cái ngày nào mà phù hợp giữa con và các vị thì sẽ tổ chức cho, sẽ lên lớp cho các vị 2 buổi. Nếu mà không cần thì là 1 buổi, tùy theo các vị. Như vậy giờ mình nghỉ giải lao, sau đó mình vô ôn tập ha. Các vị nghỉ. Rồi bây giờ mình coi nè, Hà Trung, Lưỡng Chu. Thì Hà Trung là trên sông, mặc dù hiểu chữ trong, Trung là trong, nhưng mà chiếc thuyền mình đâu có thể nói trong sông được, cho nên là 2 chiếc thuyền trên sông. Vậy chữ Trung này nó là gì? Là danh từ. Và bên tiếng Hán là nhớ một điều, các vị mà học giỏi tiếng Anh á, thì phải để ý tiếng Anh á, là trên dưới trong ngoài trước sau, nó là giới từ, phải không? Nhưng mà bên tiếng Hán á, nó là danh từ, nhưng mà người ta gọi là danh từ phương vị, tức là danh từ chỉ cái vị trí của cái danh từ đó. Cho nên trên dưới trong ngoài trước sau đều là danh từ. Cho nên trong câu này nhìn chữ Trung là biết là danh từ phương vị, bởi vì nó có nghĩa là trên sông hay là trong sông hay gì đó. Thí dụ là chữ Trung hay chữ trên hay dưới ha, hay là trong ha, thì nó là danh từ phương vị. Làm nhanh liền, cho nên mình chọn là C. Câu thứ hai, nguy, chữ nguy nè, mình thấy có cái bộ chữ nguy là nguy hiểm, rồi lấy chữ mộc là cái thuyền bè hồi xưa người ta làm bằng gỗ, cho nên chữ mộc là biểu trưng cho cái chiếc thuyền. Cho nên là nguy thượng quải phàm, chữ phàm cũng vậy. Chữ phàm là nói chữ phàm nè, phàm tục đó, chữ phàm này, và nó thêm cái bộ cân vô. Thì cái nguyên cái này một cái từ tổ, rồi phàm là cái buồm ha, cái cánh, cái buồm của cái buồm mà treo trên cái cột buồm, phải không? Nguy là cột buồm, còn cái phàm, chữ phàm là cánh buồm. Và như vậy ở đây chữ trên, chữ thượng là chữ trên, cho nên nó cũng là danh từ. Bởi vì chữ thượng này thỉnh thoảng nó cũng có động từ, mà động từ có nghĩa là lên. Do vậy cho nên các vị phải dịch được cái câu thì mình mới làm nhanh được. Dịch tới dịch luôn, mình đọc tới đọc luôn cho nó nhanh. Mỗi lần không nhớ, dịch mở bài ra. Thì là nguy thượng quải phàm, tức là cái cánh buồm treo trên cái cột buồm. Thì là chữ thượng này là danh từ phương vị, bởi vì dịch là trên. Còn khi nào dịch là lên thì nó là động từ. Qua câu thứ ba, dĩ tưởng bác thủy kỳ hành hoảng. Thì là dùng cái chữ tưởng là cái chèo, cái mái chèo á, dùng cái mái chèo. Chữ bác có nghĩa là rẽ, tách nó ra đó, rẽ. Rẽ cái gì? Rẽ nước. Cho nên chữ ở đây ta nói chữ dĩ là cái gì? Dĩ là dùng cái gì đó làm cái gì đó, lấy cái gì đó làm cái gì đó, thì chữ dĩ này là giới từ. Mình phải nhìn là cho nó nhanh, để những cái phần này nó rất là dễ, cho nên làm cho nhanh. Và kỳ này đã bớt hết 20 câu rồi, cho nên các vị làm nhanh cái phần này hết 10 điểm rồi. Kế nữa là câu cũng câu này, nhưng mà hỏi chữ kỳ. Hỏi chữ kỳ. Như vậy là kỳ hành hoảng. Thì chữ kỳ hôm trước đã lúc mà dạy có nói rồi, chữ kỳ này nó chỉ có 2 vị trí đứng thôi. Từ loại thì nó là gì? Đại từ. Đại từ. Và vị trí ở đây mặc dù không có học cái, không có thi cái ngữ pháp, nhưng cũng nhắc lại, chữ kỳ này là từ loại thì nó là đại từ. Và nó chỉ có 2 vị trí đứng, một là đứng một mình để nó thay thế cho cái gì ở nói phía trước nói đó. Rồi thứ hai nữa là nó đứng trước một danh từ làm định ngữ. Ở đây nó đứng một mình, tức là chiếc thuyền đó đó. Dĩ tưởng
bát thủy, tức là dùng cái mái chèo để mà rẽ cái nước hay là tách cái nước ra, thì là sao? Chiếc thuyền đi nhanh đi chậm, vì cái phải cần cái này nè cho nên nó đi chậm hơn. Thì đó là chữ kỳ là đại từ làm chủ ngữ cho câu này. Câu 4, câu 5. Hà chung lưỡng chu, nhất khứ nhất lai, cũng cái câu lúc nãy, nhưng mà đây là hỏi chữ lưỡng ha. Chữ lưỡng là hai chiếc thuyền, cho nên nhìn không màn hình đấy sư. Sao Kỳ bữa nay ngộ ha, sáng giờ nó bị cái vụ này mỗi lần phải là định dạng nó vậy ta, biết bị cái gì vậy? Hà chung lưỡng chu, thì ở đây lưỡng chu là hai chiếc thuyền, cho nên chữ hai này biết là số từ liền, nhanh chóng ha. Chọn cái chữ D. Câu số 6. Tiểu cát nhất giang, tứ diện giai song. Chữ giai tức là ở trong đây không có động từ, nhưng mà mình vì cái nghĩa nó không rõ cho nên mình nói là bốn bề đều có cửa sổ, cho nên chữ giai này là phó từ. Đều là phó từ, cho nên chữ giai là phó từ. Câu thứ 7. Ngã lai cát thượng, độc tọa song tiền. Chữ lai, lai là đến. Nhưng mà ở đây trong ngữ cảnh này người ta gọi là lên đó, thì nó cũng là động từ, cho nên mình chọn động từ liền. Động từ là A. Câu thứ 8. Tiểu cát nhất giang, tứ diện giai song, giống câu trên. Bây giờ nhưng mà ta hỏi chữ tứ, thì tứ là bốn bề, cho nên nó là số từ, phải không? Bốn bề. Câu số 9. Ngã lai cát thượng, độc tọa song tiền, cũng câu trên, nhưng mà ta hỏi chữ độc, thì chữ độc là cái thành phần đứng trước vị ngữ, thì nó là gì? Phó từ. Tuy rằng là ở đây á, là theo khoa chung là cho rằng tất cả đều phó từ, cho nên bây giờ không có dám sửa lại, vì sửa lại á, thì có một số nó không phó từ thiệt, như chữ độc này là phó từ, hay là chữ dai là phó từ, nhưng mà có một số không phải là tất cả đều phó từ. Nhưng mà nếu mà sửa lại, đã trải qua 4 học kỳ rồi, và học kỳ thứ 5 rồi, mà nếu đổi lại thì các vị sẽ lúng túng rồi quên trước quên sau, cho nên không có đổi lại. Chứ thật ra ở trước động từ nó có cái từ chung là chức năng là ngữ pháp, là trạng ngữ, nhưng mà có lúc nó không phải là động từ, có lúc là động từ, có lúc là hình dung từ, có lúc là số từ, cũng có lúc là danh từ, cũng có lúc là phó từ, chứ không phải tất cả đều là phó từ. Nhưng mà vì đã quen như vậy rồi, nếu mà đổi sửa lại thì các vị sẽ lúng túng rồi quên trước quên sau, cho nên là bối rối, cho nên là tạm thời cho nó là phó từ hết. Nếu mà như vậy thì các vị rất là dễ đọc tọa, mà tọa là ngồi, ngồi ở đâu? Ngồi trước cửa sông cửa sổ, cho nên là chữ đọc này là phải là phó từ thôi. Đặc biệt là các vị thấy ở trong khoa đều cho cái từ đứng trước động từ là phó từ hết, đứng trước vị ngữ đó là phó từ hết, cho nên mình làm nhanh liền mấy phần này, làm cho nhanh, tức là nó nhuần nhuyễn, nhìn vô là mình biết, nhìn vô là mình biết, thì nó không tốn thời gian. Còn cái thời gian tốn thời gian nhiều là cái phần viết chữ Hán, thì mình để cái thời gian đó mình đầu tư cho cái viết chữ Hán. Tức là học mình phải có phương pháp á, thì nó nhẹ. Và những cái phần dễ mình phải làm sao mình hiểu được, phải nắm được cái cấu trúc vì sao, thì để phần này nó rất đơn giản. Mình mà đã có giới hạn rồi, đáng lẽ ở trong cái chính quy là không có giới hạn như vậy, nhưng các vị đã được giới hạn từng câu, trong bao nhiêu câu đó thì chỉ cho trong cái số câu đó thôi, mà số điểm lại lớn nữa. Ở bên khoa chung, ở bên chính quy nữa, bên chính quy là chỉ có 4 điểm, mà làm tất cả bao nhiêu câu chỉ có 4 điểm, mà tức mỗi câu có 2 điểm 0.225 thôi, chưa đến nửa điểm. Nhưng cái phần này là cái phần vớt điểm, mình phải làm cho nhuần nhuyễn và làm cho nhanh, nhìn vô là biết, nhìn vô là biết. Và ở đây không có là không có làm những cái câu khó, không có phức tạp. Bây giờ có cái chữ 19 này ha, bây giờ tao 10. Câu 10 là lung chung. Cho màn hình lên đi. Hôm nay thật là phức tạp à. Không biết cái nguyên nhân sao nữa. Lung chung anh vũ, đối ngã học ngữ. Thì ra hỏi chữ đối, tên là đối trước tôi để học nói. Nhưng mà mình có thể nghĩa là hướng về tôi, hay là đối trước tôi học nói, hay là hướng về tôi học nói. Cho nên cái này nhất định nó là giới từ ha, giới từ. Cho nên chọn giới từ. Bởi vì chữ học là động từ nè. Rồi kế nữa là đối, sau có chữ đối nó có chữ ngã. Đây là tân ngữ của giới từ đối này, cho nên đây là một cái từ tổ giới tân. Và nếu mình quên đó, mình dở bài ra mình coi lại, vì trong bài hôm trước có giảng rồi, và cũng có làm cái màn hình rồi, mình coi lại.
Và cứ tập như vậy là mình nhìn vô rất nhanh, cái phần này giải quyết nhanh, nhanh chóng. Câu 11, ngã lai, các thượng, độc tọa, song tiền. Như vậy các vị thấy là từ câu 1 cho đến câu 11 là có chỉ có cái bài, hình như có hai bài à. Tới lui chỉ có mấy câu đó nhưng mà hỏi cái từ khác thôi. Như vậy hỏi chữ tiền. Chữ tiền là ở đây là nó ngồi trước cửa sổ. Cho nên trước thì nó là danh từ phương vị. Ha. Tức là phương vị từ đó, danh từ phương vị. Cho nên chữ tiền là danh từ phương vị, chữ C. Câu 12, bây giờ qua cái bài khác, cái bài là quần thử. À, quần thử tụ chung, tụ huyệt chung, à, nghị, miêu, nghị ngữ, miêu chi sách, hỏi chữ chung. Thì mình coi dịch như thế nào? Trong hang, à, tức là bầy chuột tụ tập ở trong hang hay là tụ họp ở trong hang. Thì chung này cũng dịch là trong, cho nên nó là phương vị từ. À, qua bài câu 12. Câu 13, dĩ linh, hệ, miêu hạng, hỏi chữ dĩ. Dùng cái chuông để buộc vào cái cổ, cho nên là dĩ giới từ, linh là tân ngữ. À, dùng cái chuông buộc, động từ là hệ, cho nên chữ dĩ này là giới giới từ. À, câu 14, nhất thử tiếng viết. À, cũng cái bài quần thử phải không, nhất thử tiếng viết. Người ta hỏi chữ nhất là cái gì, mình dịch là một con chuột, cho nên chữ nhất này là số từ. À, một con chuột, cho nên cái này là số từ. Có câu 15, thấy hình không? Chưa Sơn. Dạ anh thấy. Em chưa thấy. Câu 15, quần thử, tụ, huyệt trung, cũng vậy ha, nghị ngữ, miêu chi sách. Thì trong câu này ta hỏi chữ chi. À, chữ chi, vậy nghị ngữ miêu chi sách dịch là sao? Bàn, nghị là bàn luận, vị ngữ bàn luận cái gì, bàn luận kế sách. Cho nên ngữ miêu chi sách đây là một từ tổ định chung, cho nên chữ chi này là trợ từ kết cấu, phải không? Trợ từ kết cấu D. À, mình coi cái nghĩa xong mình xác định nó liền. Câu 16, nãy giờ từ câu 1 tới câu 16 có ăn câu 15, các vị có ai thắc mắc gì không, có đi nhanh không? Dạ được. À rồi, câu 16, miêu hành, bắt, linh, minh. À, con mèo nó đi thì cái chuông nó kêu. Do vậy chữ tắc này đứng giữa hai mệnh đề. Thì chữ tắc này là liên từ thôi. À, nhớ là cái thành phần mà đứng giữa hai mệnh đề thì nó là liên từ. À, cái này do cái này thì cái kia. Cho nên là con mèo đi thì cái chuông kêu. Cho nên chữ tắc này là liên từ. Còn nếu chữ tắc mà đứng trước vị ngữ à, thì nó là phó từ. À, bây giờ tới câu 17. À, ngô bối đắc tảo vi chi bị. À, ta hỏi chữ đắc thì câu này dịch là chúng ta có thể sớm bị, là tức là chuẩn bị ha, động từ làm vị ngữ cho nó, hay là không phải cho nó, tức là cho cái việc này nè, chúng ta có thể sớm chuẩn bị sớm, hay là chúng ta có thể sớm chuẩn bị cho cái việc này, tức là mình làm cái việc này sớm đi đó, chuẩn bị cái việc này sớm. Thì đó là như vậy, chữ đắc là có thể sớm. À, chúng ta có thể, chứ chữ có thể, chữ đắc này hoặc là dịch là được, hoặc dịch là có thể. Và nếu có một câu có động từ rồi thì nó là trợ động từ. À, nhớ là chữ đắc nếu mà trong câu có động từ rồi thì nó là trợ động từ. À, cho nên là dịch là được hay là có thể. Còn nếu trong câu khi nào mà không có động từ, chỉ có một mình nó thì nó là động từ. Do vậy trong này có động từ bị rồi, cho nên chữ đắc này là trợ động từ, là B. À, câu 18, thùy năng dĩ linh, hệ miêu hạng giả. À, chữ năng cũng vậy, chữ năng là trợ động từ, thông thường mình gặp nhiều nhất là trợ động từ rồi. Và trong câu nếu không có động từ thì nó cũng có thể động từ, nhưng mà trong này nó có gì? Hệ, tức là ai có thể dùng cái chuông để buộc vào cái cổ con mèo, cho nên chữ năng này là trợ động từ. À, à, câu C. Câu 19, ngô bối đắc tảo vi chi bị, cũng giống câu trên nhưng mà hỏi chữ vi. À, thì là chuẩn bị cho cái việc này, cho nên chữ vi này là làm cái gì cho ai. À, mình học rồi, có động từ rồi, cho nên chữ vi này là làm cái gì cho ai, cho nên vi chi là một cái từ tổ giới tân, phải không? Cho nên chữ vi này là giới từ. À, rồi câu
câu 20. Thùy năng dĩ linh hệ buộc hạng giả, hệ miêu hạng giả, cũng cái câu này nhưng mà hỏi chữ chữ giả. Thì có một cái là cái điều là hệ hỏi tới chữ giả là các vị thấy là rất dễ, là ở trong khoa đều là cái quan điểm của các vị là nói là chữ giả này mình học rồi mình thấy rồi đó. Chữ giả này nó có hai từ, một là đại từ, hai là trợ từ. Thì khi nào không có trợ, không có nghĩa thì nó là trợ từ, có nghĩa chi nhân hay chi sự hay chi vật gì đó thì nó là đại từ. Nhưng mà đặc biệt là trong khoa này tất cả chữ giả mà này đó thì cho dù đứng đâu cũng đều là cho nó là trợ từ. Thì vậy mình dễ dàng thêm chữ giả này, nhanh chóng liền chọn là trợ từ liền là B. Câu 21, mạc cảm đối. Chữ mạc này cũng vậy, nó có hai cái từ loại, một là đại từ, có nghĩa là nếu mà nói về vật á thì không có con nào, nói về vật á, động vật á thì không có con nào, nói nếu về con người thì không có người nào, thì lúc đó chữ mạc này là đại từ. Còn chữ mạc nếu là có nghĩa là không á thì nó là phó từ phủ định. Cho nên ở đây là mạc cảm đối, không ai dám trả lời. Như vậy mạc này là gì đây? Đại từ, phải không? Không ai, mà không có người nào dám trả lời. Hay là ở đây là nó con vật, không có con nào, tức là bầy chuột đó, không có con nào, không có con chuột nào dám trả lời. Cho nên chữ mạc này là đại từ, chứ không phải phó từ phủ định. Câu 22, ngôn chi, phi gian, hành chi, duy gian. Chữ chi là nói cái điều đó, nói cái điều gì đó đó thì không có khó, làm cái điều gì đó đó thì mới khó. Thì chữ chi này là đại từ, thay thế cho những cái sự việc mà nãy giờ mình bàn ở trên đó. Tại vì ai biểu là ra cái trái sách thì rất hay, buộc vào con cổ, con mèo, cái chuông. Nhưng mà ai đứng ra để cột đây? Cái người mà cái con chuột mà chủ của cái buổi họp đó, hội nghị đó, cái chủ tọa của buổi họp đó, thì nó hỏi là ai là cái người đứng ra làm, không có con nào dám trả lời. Thì do vậy cho nên nó mới nói là người ta mới kết luận là ngôn chi phi gian, hành chi duy gian. Cái câu này cũng áp dụng cho thực tế của mình rất nhiều. Có khi chúng ta có thể nói điều này thị phi điều kia, nhưng mà làm thì không ai làm được, nhưng mà nói thì rất giỏi. Cho nên chữ chi này là đại từ, nói cái điều đó, làm cái điều đó, cho nên chi là đại từ. Câu 23, ngôn chi phi gian, cũng câu này nhưng mà chữ phi, hỏi chữ phi. Chữ phi này là nói cái điều đó thì là không có khó, cho nên chữ khó là hình dung từ, cho nên chữ phi này là là phó từ, đúng là phó từ phủ định đó, nhưng mà không có để cho nó phó từ phủ định cho nó khó, cho nên chỉ để phó từ là được rồi. Cho nên câu 24 là nhược đắc định giả, tâm tắc bất loạn. Hỏi chữ nhược thì nhược là nó dễ rồi, nhược là liên từ, có nghĩa là nếu cái người mà đạt được đắc được định thì sao? Tâm không có loạn thì tâm không loạn, cho nên chữ nhược là liên từ. Rồi còn màn hình còn thấy không? Được chưa? Ồ, ngộ quá, bữa nay sao kỳ vậy ta? Không biết sao à. Biết nguyên nhân sao? Câu 25, hành giả diệt nhĩ. Hành giả tức là cái người tu hành cũng như vậy, sau khi mà cái sự việc gì đó mới nói là diệt hành, hành giả diệt nhĩ. Chữ diệt này là cũng, cho nên chữ diệt này là phó từ. Người tu hành cũng như vậy. Tức là giống như là câu phán đoán vậy đó, người tu hành cũng là như vậy. Cho nên chữ diệt này là phó từ. Câu thứ 26, nhược đắc định giả, tâm bất loạn, thì cũng câu lúc nãy nhưng mà hỏi chữ bất, thì chữ bất mình thấy là thấy nhanh rồi, chứ gặp chữ bất là mình biết là phó từ thôi, phó từ phủ định đó, cho nên là không cần suy nghĩ. Câu 27, hành giả diệt nhĩ, cũng câu đó nhưng mà chữ nhĩ, thì chữ nhĩ là nghĩa là như vậy, cho nên chữ nghĩ là đại từ. Người tu hành cũng như vậy, cho nên chữ việc này là đại từ. Câu 28, thiện tu thiền định, linh bất lậu thất. Khéo tu tập thiền định thì khiến cho cái trí tuệ không có lọt mất, trí tuệ của mình không có lọt mất. Ở bài, trong bài tác giả dịch là rỉ lọt, lậu là rỉ là lọt, lọt mất. Do vậy cho nên cái thiện này là gì? Theo đúng ra là chữ thiện này là hình dung từ, nhưng mà vì tất cả ở trong khoa đã chủ trương là tất cả thành phần mà đứng trước động từ nó đều là phó từ, cho nên mình nhanh chóng, vì cái tu hành
À, vì tu nè, tu là động từ làm vị ngữ, cho nên là khéo tu, cho nên đứng trước động từ, à, thì mình biết nó là phó từ. À. Câu 29, thị danh vi định, thị là gì đây? Từ loại nào? Đại từ. À, từ thị này thay thế cho những cái điều mình nói trên đó, cho nên cái điều đó đó gọi là định. À, cho nên chữ thị này là đại từ. Chữ thị hồi sáng này có một cái lớp hỏi là chữ thị rất là nhiều chỗ, sao mình biết nó là lúc nào nó là động từ, lúc nào nó là danh từ, lúc nào nó là đại từ. Thì mấy vị thấy nó rất là dễ. Trong thực tế đó, là thứ nhất là cái hang cổ đó, mình coi cái vị trí nó đứng ở đâu. Bởi vì lúc nãy mình vừa học á, chữ học là động từ, nhưng mà nếu nó đứng ở vị trí chủ ngữ và cái ngữ ý nghĩa lúc đó nó nghĩa là cái việc học hay cái điều, cái sự việc học hành hay là cái việc học hành hay là cái sự học, thì nó là động từ. Cái chữ thị này cũng vậy. Nếu mà người ta nói là những cái việc thị phi, toàn là nói những cái việc thị phi không? À, thị phi có nghĩa là việc đúng, việc sai đó, điều đúng, điều sai, dịch ra đó. Nhưng mà vì cái chữ thị phi này mình đã dùng trong cái đời thường rồi, cho nên không cần dịch ra nữa. Thì cái chữ thị đó là gì? Danh từ. Việc thị phi mà. Việc thị phi, cho nên chữ thị, chữ phi đó là danh từ, không phải là động từ. Chữ phi cũng không phải là phó từ, mà nó là việc thị phi, cho nên nó là danh từ. Bây giờ mình nói là cái gì đó là, thì chữ thị đó là động từ. À, dịch là chữ là, thì chữ thị đó là động từ. Và trong, và thường dùng trong câu gì? Câu phán đoán. Rồi câu thứ ba nữa là chữ thị nó là đại từ. Chữ thị là đại từ là khi nào nó thay thế cho những cái điều mà nói trên đó đó. Bởi vì nếu mà tiếng Việt mình tiếng Hán mà tiếng Việt mình nó, mình nếu mà nói hòa thượng A, hòa thượng B, ví dụ mình nói hòa thượng A là cái gì đó, mình giới thiệu hòa thượng lắc, mình nói hòa thượng A hoài, thì nó sao? Điệp từ. Cho nên mình sẽ thay thế cái từ là ngài hay là vị ấy hay là hòa thượng ấy hay là gì đó, mình sẽ thêm cái từ cho nó khác đi. Thì tiếng Hán nó cũng vậy thôi. Cho nên người ta thay thế dùng cái chữ thị này gọi là đại từ, thay thế cho những cái ngữ cảnh ở trên đã nói rồi. Bây giờ người ta dùng cái từ đó để thay thế thì nó là đại từ. Mà thường nó sẽ thay thế, nó hoặc là nó đứng một mình nó làm chủ ngữ, hoặc là nó đứng trước một cái danh từ để làm định ngữ. Tức là ví dụ nói cái con vật đó đó, hay là nói cái người đó đó, thì nó đứng trước động từ, danh từ thì nó làm định ngữ. Cho nên chữ thị là đại từ thì nó có hai vị trí đứng. Một là đứng một mình làm chủ ngữ, hai là đứng trước một danh từ làm vị ngữ, định ngữ. À, thì đó là ba cái từ loại mà cùng một chữ, mình sẽ thấy rất là rõ ràng thì cái ngữ nghĩa là cái gì và cái vị trí đứng đâu. À, bây giờ qua cái câu 30 phải không? Địa diện chi thủy, đại giả viết dương. Dạ, lấy dương cái đưa lên nè. Bữa nay thật lạ, không biết nguyên nhân sao lại hỏi, sau khi học dạy xong rồi hỏi thử coi sao. Chứ mọi lần là chỉ bấm một cái là nó lên thôi, không có cần phải tắt rồi bật lại. Không biết bữa nay sao kỳ, không biết nữa. Địa diện chi thủy, đại giả viết dương. À, nước trên mặt đất. À, rồi nước lớn á, cái khoảng cái chỗ nước lớn á, thì là gọi là dương. Cho nên chữ viết này là phải có nghĩa phải không? Gọi là, cho nên chữ viết động từ. Không? Khi nào mà nó không có nghĩa gì hết, bỏ nó không mất nghĩa, thì nó là trợ từ. À, cho nên mình nhanh hễ mình phải là phải hiểu cái nghĩa. Cho nên tuy rằng không có học cái những cái có cái những cái bài không có thi trong cái phần dịch, nhưng mà cũng có trong cái phần ngữ pháp này. Cho nên các vị phải đọc qua tất cả những cái bài khóa mình đã học. Tức là bây giờ nếu mình học tốt nhất á, là nếu mà người nào mà biết á, họ giỏi á, thì học nguyên bài, đọc nguyên bài. Còn nếu cái người nào không yếu không biết á, thì mình sẽ đọc từng cái câu mà trong cái những cái bài mà mình ôn này, để mình học cho nó nhanh, để mình tiêu hóa và chuẩn bị cho thi cử. Và cứ mỗi ngày đọc qua đọc lại hoài. À, câu thứ 31, khả dĩ bạc chu giả. Trong câu này ta hỏi chữ khả dĩ, thì câu này là gì? Nó dịch là cái chỗ có thể đậu thuyền. Cho nên đây là một cái từ tổ chữ giả. Và cái từ tổ này nó có chữ khả dĩ bạc chu làm định ngữ. Nếu mà mình phân tích ra khi dịch á, cái cấu trúc là chữ giả, nhưng mà khi dịch á, mình thêm biến cái giả này là chi chi xứ phải không, cái nơi rồi bắt đầu khả dĩ là có thể, bạc là đậu, chu là thuyền, là tân ngữ. Như vậy là có một cái từ tổ động tân làm định ngữ cho cái chữ
chữ thủy chi xứ, phải không? Chữ khả dĩ mà đứng trước động từ thì nó là trợ động từ thôi. Chữ năng nè, chữ khả nè, hay là chữ khả dĩ nè, hay là chữ đắc nè, đều là trợ động từ. Thậm chí chữ túc hay là chữ gì đó, chữ dục, rất nhiều cái từ gọi là trợ động từ nếu nó không có động từ. Cho nên chữ khả dĩ này là trợ động từ, thành phần đứng trước động từ. Câu 33, đại giả viết dương cũng vậy. Ở đây ta hỏi chữ giả thì mình đã biết rồi, nhanh chóng chữ giả là trợ từ, không cần suy nghĩ, vì những cái từ này là tất cả đều là chữ giả là trợ từ hết. Câu 33, địa diện chi thủy, đại giả viết dương, chữ chi, mình dịch là nước trên mặt đất, cho nên chữ chi này là trợ từ kết cấu, phải không? Chữ chi nó chỉ có hai cái trước mắt á, là sao vậy? Trước mắt á, chữ chi nó có hai, khi học thì khi học mình đã học rồi, nhưng mà bây giờ khi mà mình làm, mình ôn bài hay mình học bài thì cũng ôn lại tí xíu ha. Chữ chi nó chỉ có hai cái từ loại thông thường gặp nhất, nhiều nhất, và thỉnh thoảng chữ chi nó cũng có là động từ, nhưng mà rất một hai trường hợp thôi, đặc biệt thôi, còn phần đông nó chỉ là trợ từ hay đại từ. Như vậy đại từ thì nó đứng đâu? Đứng sau động từ để làm, hoặc là đứng sau tân giới từ để làm tân ngữ, thay thế cho cái điều gì đó đã nói rồi. Hoặc còn chữ chi mà là trợ từ kết cấu, hay là trợ từ nói chung là theo con thì cũng không có cần để là kết cấu, mà chỉ để trợ từ được rồi. Nhưng mà vì ở trong khoa đã dùng cái từ vậy, cho nên để cho các vị luôn là trợ từ kết cấu. Tức là nó kết cấu giữa cái gì? Nó chỉ có hai cái. Một là kết cấu định trung, hai là kết cấu chủ vị, chữ chi. Nhưng mà đây đều là trợ từ hết, chữ chi đều là trợ từ, cho nên mình gặp nó là nếu mà đứng giữa hai thành phần, rồi sau đó mình dịch cái nghĩa nữa là mình biết đây là cái từ tổ gì, ấy là cái gì, từ tổ gì, từ tổ chủ vị hay là từ tổ định chung, mà cho dù là từ tổ gì thì cũng là trợ từ. Cho nên còn chữ chi mà là đại từ á, thì nó chỉ đứng sau động từ hoặc là đứng sau giới từ, nó thay thế cho cái điều gì đó đã nói rồi, bây giờ ta dùng cái từ khác để nó không có điệp từ thôi. Thì đó là chữ chi. Cho nên địa diện chi thủy là nước trên mặt đất, cho nên chữ chi là trợ từ kết cấu. Câu 34. Bữa nay sao mà kỳ. Đẩy nó lên nó cũng không lên. Câu 34, kỳ tự cao xứ, khuynh tả nhi hạ. Chữ kỳ lúc nãy nói rồi, chữ kỳ là nó là đại từ. Vị trí thì nó đứng một mình hay là đứng trước, mặc dầu ở đây mình không thi nhưng mà mỗi khi mình gặp mình sẽ ôn lại. Thì đây là nó, tức là cái dòng nước mà nó ở trong núi á, một dòng nước ở trong núi, nó nè từ trên cao chảy xiết xuống, thì chữ kỳ này là từ loại là đại từ, và cho dù nó đứng đâu nó cũng là đại từ. Thỉnh thoảng mới có một hai trường hợp lạ thôi, thì mình chưa gặp, mình chưa không cần nói tới, nhưng mà thói quen mà mình gặp nhiều nhất là chữ kỳ đều là đại từ. Hai vị trí đứng, hoặc là đứng một mình làm chủ ngữ, như ở đây đứng một mình làm chủ ngữ, và thứ hai là đứng trước một danh từ làm định ngữ, dù mình nói là người ấy hay cái con ấy hay là cái vật ấy vân vân, hay là cái điều ấy, thì đó là chữ kỳ ha. Bây giờ qua câu 35, thấy không, có thấy màn hình không? Dạ chưa. Lạ, bữa nay lạ. Chưa thấy. Dạ rồi ạ. Là bữa nay phải tắt nó đi, xong rồi bấm cái kia nó mới mỗi lần nó lại, còn lúc trước không có, chỉ có bữa nay là nó xuất hiện cái tình trạng này, không biết vì sao, không biết. 35 ha, diêu hay là giao, giao vọng chi, người ta cũng hỏi là chữ chi, lúc nãy nói đó, chữ chi cái này là đứng, chữ vọng là nhìn, phải không, mà nhìn từ xa hay là từ xa nhìn, tức là dịch trạng ngữ trước rồi vị ngữ sau, hay là dịch vị ngữ trước trạng ngữ sau đều được, nhưng mà nhìn gì, nhìn nó. Cho nên chữ chi này thay thế cho cái dòng suối, dòng nước mà ở trong khe suối đó, nó từ trên cao chảy xuống đó, cho nên chữ chi này là đứng sau động từ, cho nên nó đại từ, phải không? Còn nó đứng giữa hai cái thành phần thì nó là trợ từ. Nó rất là dễ thấy,
nhưng mà tại mình chưa quen thôi. À, bây giờ câu thứ 36 cũng là cái câu đó, nhưng mà người ta hỏi chữ tự thì là từ trên cao, từ chỗ cao, từ chỗ cao. Cho nên là chữ tự nó có hai cái từ loại, một là đại từ. Đại từ thì dịch là gì? Này có nói rồi, từ chữ tự mà là đại từ thì nó là dịch là gì? Tự mình. À, tự mình, chính mình, cho nên nó là đại từ. Còn nếu dịch từ đâu tới đâu, cái này từ chỗ cao thì nó là giới từ. Nó rất là dễ nhớ, có hai cái thôi, hoặc là đại từ hoặc là giới từ. Mà giới từ thì là từ đâu tới đâu, thì này cái từ chỗ cao, cho nên cái chữ tự này là giới từ. Còn nếu mà dịch là tự mình, chính mình á, thì nó là đại từ. 37, thị vi bạo bố, bạo bố ha, chữ thị động từ đó đó, cho nên là gì đây, có động từ vi rồi, cho nên chữ thị này là đại từ. Đại từ là chủ, làm chủ ngữ, phải không? Đó đó là cái thác. Câu 38, cái máy vi tính này bữa nay nó có gì trục trặc á, đẩy lên mấy bữa cũng kéo lên cái một, bữa nay nó cũng rất là khó khăn. Như huyền không chi bố, chị chi mình coi là như là động từ, là huyền không chi bố làm tân ngữ cho động từ như, giống như tấm vải, cho nên chị chi đứng giữa hai thành phần là huyền không và bố, cho nên nó là gì, trợ từ kết cấu, phải không? Nó rất là dễ nhìn vì mình chưa quen thôi, mình nhìn tới nhìn luôn, mình cứ mỗi lần mình gặp là mình phải, cho nên mình học kỹ thì là sau nha, sau là mình sẽ là dễ nhớ, còn nếu mình học qua loa thì học hoài nó không nhớ. Cái đó là sau khi buổi học á, và trước khi đi học thì các vị nên chuẩn bị, chuẩn bị theo cái kiến thức mình hiểu thôi, sai cũng được mà đúng cũng được, có nghĩa là phải chuẩn bị, thì khi mình chuẩn bị thì mình nghe giảng nó sẽ hiểu hơn là mình không chuẩn bị. Rồi sau khi học rồi mình hệ thống lại, thì là khi cái thời gian, rồi sau mỗi ngày bài, mỗi ngày mình có thời gian mình bỏ ra chừng 15 phút 20 phút mình đọc qua một lần, thì là cái bộ môn ngoại ngữ nào cũng vậy, nó rất là dễ dàng cho mình học. Câu 39, thị vi bọc bố, chữ vi nãy ta hỏi chữ thị, bây giờ cũng câu đó người ta hỏi chữ vi, thì chữ vi này là điều đó, là cho nên chữ vi này là động từ. Động từ. Câu 40, thiên hiểu nhật xuất, hỏi chữ xuất, mặt trời, trời sáng, thì mặt trời mọc ra, cho nên chữ xuất là gì? Động từ. Câu 42, 41, thất trung đại minh, chữ người ta hỏi chữ minh thì là chữ trong nhà, là sáng ở trong nhà đó, tức là ánh sáng nó chiếu vào xuyên qua thấu phần trên đó, cho nên trong nhà sáng, nhưng mà sáng thế nào, rất là sáng chứ không phải là lớn, cho nên chữ đại này là phó từ, nhưng mà đây ta hỏi chữ minh, cho nên chữ minh này là hình dung từ, làm vị ngữ, ở đây dùng là tính từ, theo cái tiếng Việt mình mới dị thường hay là dùng tính từ, nhưng mà cái tiếng Trung Quốc người ta gọi là hình dung từ, thì chữ minh là tính từ, phải không? Bởi vì nó làm vị ngữ nè, trong nhà sáng, nhưng mà đại minh tức là rất là sáng hay là sáng rực. Cái nữa là 42, hữu nhân tảo khởi, chữ tảo tức là nó đứng thành phần đứng trước vị ngữ là gì, phó từ, phải không? Cứ là chữ thảo là tảo là thức dậy, có người thức dậy sớm, cho nên thành phần mà đứng trước vị ngữ phó từ, rất là nhanh chóng. Câu 43, độc lập lan hạ, trong câu này chữ độc là gì? Độc là đứng một mình, thành phần đứng trước vị ngữ phó từ, phải không? Rất là nhanh. Câu thứ 44, cho nên coi cái vị trí nó đứng đâu, và thứ hai nữa là ý nghĩa, có những trường hợp là ý nghĩa, có những trường hợp là vị trí. Thất trung đại minh thì đây ta hỏi chữ đại, chữ đại này nó rồi là phó từ, rất là sáng, tức là sáng rực hay là rất sáng. Câu thứ 45, hồng nhật tiệm cao, tức là mặt trời đỏ, dần dần cao,
Vậy chữ cao này là gì? Tính từ. À, tính từ làm vị ngữ. À, tính từ làm vị ngữ. Câu số 46, độc lập lang hạ, à, đứng một mình dưới cái mái nhà, à, hay là cái trái nhà. À, thì vậy chữ là dưới mái nhà hay là dưới trái nhà hay là dưới hành lang. Như vậy chữ hạ này là phương vị từ. À, phương vị từ là danh từ, cho nên là phương vị từ. Câu 47, vân tán thiên thanh, mây tan trời xanh. Hỏi chữ tán là gì? Động từ. À, động từ. 48, linh, à, kim danh vi sa di, ngày nay gọi là sa di. Vậy chữ kim này là gì? Phó. À, phó từ. Đúng ra chữ kim này á, nó là danh từ, nhưng mà bởi vì mấy vị quen học rồi cho nên không có sửa, không có đổi lại cho nó, mấy vị sẽ quên trước quên sau lúng túng. Câu 49, hồng nhật tiệm cao. Bây giờ người ta cũng câu đó, người ta hỏi chữ tiệm. À, dần dần lên cao thì thành phần đứng trước vị ngữ, phó từ, phải không? Câu 50, vân tán thiên thanh. À, à, câu đầu là vân tán thì ta hỏi chữ tán. Bây giờ câu này thiên thanh, ta hỏi chữ thanh, trời xanh. Chữ thanh này là gì? Tính từ. À, tính từ. Tính từ làm vị ngữ. Thì đó là 50 câu. Dễ không? Dạ, dạ. Rồi giờ thắc mắc cũng không muốn ôn cái gì nữa. Mô Phật. Mô Phật. Dạ. Dạ, mô Phật, ngày xưa cho tụi con cái bảng mà ví dụ phó từ là bao nhiêu từ, rồi đại từ là bao nhiêu từ, ngày xưa rồi liên từ á, là có cái bảng này tụi con thiết lập cho nó rõ. Dạ, đâu có được, đâu có cái bảng nào mà, à, đâu có thời gian mà làm cái đó, là một. Thứ hai nữa là nó từng tùy theo cái ngữ cảnh, đâu có thể nào thống kê một cách mà như vậy được. Cho nên là mỗi cái bài học là mình phải, nó tùy cái vị trí đứng mà. Chứ nếu mà nói là tổng quan vậy là không có nói được. Vì có khi nó là cái từ đó đó, nhưng mà nếu nó đứng cái vị trí khác thì nó sẽ là biến thành cái từ khác. Nên không, yeah, bên Hán cổ không có thống kê vậy được. Không có thống kê là nó là bao nhiêu từ, liên từ có bao nhiêu từ, rồi phó từ có bao nhiêu từ. Rất là nhiều, không thể nào là thống kê được hết. Rồi còn ai thắc mắc gì nữa không à? Dạ thưa sư, cho con hỏi cái phần viết chữ Hán câu số 13 sư. Viết chữ Hán. Biết chữ Hán câu 13. Rồi hỏi gì? Dạ cái phần mà dịch nghĩa là, à, âm Hán Việt là lạp giả bộ chi hay bộ thú sư? Bộ thú. À, con có thi, bởi vì là có khi con đổi lại là sợ mấy vị đi thi á, rồi mấy vị hơi lúng túng, cho nên là có những cái từ giống như chữ tịnh giới á, đáng lẽ là gì, à, dĩ hay là gì quên rồi, thử, nhưng mà dùng cái tịnh giới ra rõ, đổi lại cái này sao kỳ quá, à, đổi lại cho nó, cho nên là lạp giả bộ thú, tức là người đi săn bắt con thú, à, mà tức là đúng cái bản văn ở trong bài thì là bộ chi ha, nhưng mà vì có những cái tình huống chích ra cái câu vậy, sợ mấy vị không có rõ cho nên con để luôn. Còn nếu trong bài thì mình biết rồi, do cái ngữ cảnh trên mình biết rõ. Còn bây giờ chích ra một câu mà nếu mà để vậy sợ mấy vị giỏi thì không nói gì, nhưng mà cái vị mà hơi yếu tí xíu thì không hiểu là chữ chi là thay thế cho cái gì, rồi không có biết dịch sao, cho nên là để chữ thú. À, hoặc là cái câu gì mà có chữ tịnh giới đó. À, nữa cô. Số 3. Dạ, câu số 4 sư. Câu số 4, câu phần nào? Phần dịch âm Hán Việt và dịch nghĩa Việt. Phiên âm Hán Việt và dịch nghĩa. À, câu 4. Không phải, câu 4 này là ngữ pháp. Câu 4 nè. Câu 4 này là phiên âm và dịch nghĩa, phải không? Tam thế chư Phật sở dĩ thành đạo giả, vô du, à, vô du ư tịnh giới, trong bài là ư thử, à, nhưng mà vì mình trích ra một cái đoạn này nè, cho nên con sợ là các vị mà yếu á thì không có nhớ rằng chữ thử là thay thế cho tịnh giới, cho nên con đổi thành cái từ tịnh giới là vậy đó. Cho nên có khi đổi cái từ hai chữ Hán rồi có cái phần phiên âm á cho nó nhanh á,
rồi quên đổi lại, cho nên nó sai sót là chỗ đó đó. Nó sai sót là để vẫn để ư thử, cho nên có vị phát hiện ra là nó sai, cho nên mấy vị hễ phát hiện cái gì thì cứ nói ha. Cho nên câu này là đúng ra là ư thử, mà thử là thay thế tịnh giới. Nhưng mà nếu mà trích ra một cái đoạn vậy, mấy vị không có có cái ngữ cảnh ở trên, người khá thì không nói rồi, mà cái người người yếu một tí xíu là sẽ không biết là ư thử, thử này là cái gì, cho nên con để thay thế cái từ tịnh giới luôn. À. Dạ bà rồi. Sư, câu thứ ba mà viết chữ Hán đó, sư. Thứ ba viết chữ Hán. Chỗ thứ tinh tấn, tinh tấn. Đường. Đường tinh tấn. Tinh cần á sư thư. Tinh cần có nghĩa là siêng năng, mà siêng năng á thì trong đạo Phật mình có cái từ là tinh tấn, cho nên dùng cái từ tinh tấn là vậy đó, chứ không phải là sai. Cái từ đó thì không có sai. Tinh cần, tinh là tinh chuyên, rồng, tinh là rồng rã, tinh chuyên, chuyên cần, và chữ cần cũng là siêng năng, cần mẫn. Chứ mà tinh cần, siêng năng, cần mẫn tức là tinh tấn, vì tinh tấn có nghĩa là siêng năng thôi. Nhưng mà vì trong cái từ Phật pháp á mình dùng quen cái từ tinh tấn, cho nên có lúc là mình dùng dịch là tinh tấn, cái lúc mình dịch rõ ra là siêng năng vậy thôi. Hai từ từ nào cũng được hết, cho nên các vị dịch siêng năng cũng được, hay là chuyên cần cũng được, hay là tinh tấn cũng được, bởi vì cái từ Phật pháp mình dùng cái từ tinh tấn nó quen cái tai rồi, cho nên có lúc là mình vẫn dùng cái từ tinh tấn được. Thưa sư. Rồi cứ nói. Đặt cái phần âm Hán Việt. Âm Hán Việt thì nếu chữ tấn sẽ viết khác với chữ cần, thưa sư. Còn à, trong khi, bài của à, sư trong... là sư viết chữ cần chứ không phải là viết chữ tấn. Vậy thì khi tụi con làm bài, tụi con sẽ viết chữ tấn hay là tụi con sẽ viết chữ cần? Câu mấy à? Dạ câu 3, viết chữ Hán đó, thưa sư. Câu này phải không? Dạ, cái màn hình của sư không có xe. Câu 3 này phải không? Câu 3 có... Dạ câu 3 phần mà viết chữ Hán đó, thưa sư. À viết chữ Hán. Dạ. Dạ chữ tại vì chữ tấn là bộ xước, còn chữ cần ở đây là bộ bộ cái cần là đúng á, bộ đao á sư sư. Cái cần là đúng là thường đương tinh cần tu tập. Dạ. Vậy sao giờ thế nào trong âm là thì trong cái phần âm của sư á, khi mình thi thì sư sẽ đưa lên cái phần âm, sư không có viết chữ Hán thì tụi con sẽ là viết à, chữ... nếu mà để tinh nghĩa. Khi mà để thì... cái chữ tinh cần thì cái vị phải để tinh viết tinh cần chứ. Ở trong cái phần phiên âm cô để là tinh cần hay tinh tấn? Dạ tinh tấn. Chắc lộn á. Dạ. Tại là cái dạ. Đó thì lộn. Khi dịch nghĩa thì mình có thể dịch là siêng năng hay là tinh tấn, nhưng mà cái âm thì phải để đúng đúng chứ, tinh cần không phải tinh tấn. Dạ. Chắc có lẽ là lúc viết á là quên á. Tại vì cái từ tinh tấn nó trong đầu nó quen rồi, cho nên là quên cái chữ quên không để chứ là chữ cần. Còn dịch á, thì dịch thế nào cũng được, dịch siêng năng hay là tinh cần hay là tinh tấn đều được, nhưng mà phiên âm phải phiên âm đúng. Rồi còn ai có câu cái ý gì nữa không? Dạ hỏi thưa sư con hơi thắc mắc cái chỗ này chút xíu, là cái phần mà phiên âm Hán Việt có dịch nghĩa là khác với cái phần này đó thưa sư, là sư cho chữ Hán rồi phiên âm ra rồi dịch nghĩa thì không, như kỳ đã thi các vị đã biết rồi, tức là dạ. Cho cái phần mà phiên âm dịch nghĩa tức là cô sẽ cho gì chữ Hán rồi dạ. Yêu cầu các vị là chỉ phiên âm thôi, nhìn chữ Hán đến phiên âm rồi dịch nghĩa, không cần viết dạ. Chữ Hán lại dạ. Vì chữ Hán đã có rồi, đã cho rồi, và đặc biệt là cái đề mình đã bị kỳ này mình thi bằng online nữa, cho nên mình cũng không cần viết đề lại à, mình chỉ phiên âm dịch nghĩa rồi. Cái nếu mà ta yêu cầu là viết chữ Hán dịch nghĩa thì lúc đó người ta sẽ cho mình gì, viết phiên âm. Rồi mình nhìn cái phiên âm đó mình viết ra chữ Hán. Dạ con thắc mắc ở cái chỗ câu số 5, ở chỗ cái phần phiên âm dịch nghĩa sư cô. Phiên âm dịch nghĩa. Cho gì làm nó có gì đâu thắc mắc. Dạ không, lẽ các bác bị thắc mắc thoải mái với đẹp thôi, là cái phần này đúng không? Cái phần kinh văn hả? Dạ, dạ dạ đúng rồi. Sư mở lên con thắc mắc cái này một chút thôi. À, thưa sư, ở đây nó có cái câu là giới như anh lạc đó thưa sư. Cái chữ anh lạc này con hơi thắc mắc à, trong bản chính thì nó cũng là như vậy, nhưng mà tại vì à, con thấy là cái chữ cái bộ á, thì
khoảng chừng 60-80% ở một số bộ bình thường, thì cái bộ nó cũng đã thể hiện một phần nào cái nghĩa của cái chữ. Thì cái chữ Anh Lạc ở đây thì nó là cái chuỗi vòng ngọc. Thì cái vòng ngọc ấy, thường thì con thấy nếu mà con tra lên từ thì con thấy hai cái từ này là nó sẽ thuộc là bộ ngọc. Mà ở đây thì là cái chữ Anh nó lại là bộ ngọc, thưa sư. Để tra lại cái từ này coi. Dạ. Bữa sau chị tối nay cô tra lại xong rồi sẽ trả lời cho trên nhóm ha. Dạ, dạ. Với lại con ví dụ như con thấy cái chữ như Anh Vũ á, con chim két á, thì là cũng hai chữ nó cũng thuộc là bộ điểu. Rồi ví dụ như cái chữ mã não thì hai cái chữ nó sẽ cũng là có cái bộ mã, bộ thạch và hoặc bộ mã. Rồi chữ anh đào là cây anh đào, thì chữ anh này với lại chữ đào là cái bộ mộc. Bên tay phải nó là chữ triệu quốc sư thư cô. Còn cái này con thấy nó hơi lạ. Chắc có lẽ nhiều khi là cái chữ Hán á, là có nó có khi mà đánh chữ Hán á, thì là đánh bằng phiên âm. Mà phiên âm á, thì nó có đồng âm dị nghĩa. Do vậy cho nên khi đánh rồi á, có khi ra chữ đúng rồi, nhưng mà mình enter một cái nhiều khi nó chạy chữ không có để ý, cho nên nó cũng có sai cái phần mà tức là nó cùng âm á, cũng đọc là Anh. Cái chữ nếu mà cái bộ Anh mà nó có bộ ngọc cũng đọc Anh, chữ này cũng đọc Anh, cho nên có khi nó chạy chữ không có chú ý thì nó sẽ có sự sai sót. Có cái điều đó là bình thường, không có gì là lạ hết. Cho nên để tối nay câu số 5 của phần viết về phiên âm chữ Hán phải không? Thì cô sẽ coi lại. Rồi còn ai có cái ý kiến gì không ạ? Dạ thưa sư, dạ thưa sư, sư phiên âm giùm con câu số 7 nha. Cũng phần này hả? Dạ thưa phần này luôn mà câu số 7 hả sư. Đây nè, đạo đức. Đạo đức chi sở bất tồn á hả? Dạ. Dạ dạ thưa con. Cái phần này là hôm trước đó là cái đầu tiên á là nó có sai. Vì cô soạn bài lúc nào cũng là bật buổi tối rồi khuya quá, rồi nó có lúc buồn ngủ rồi vội vàng, cho nên nó khi nó cũng có sai sót. Cho nên cái phần đầu tiên, nhất là cái phần đầu tiên là vì đối phó với các vị, sợ các vị, vì có vị yêu cầu là nên cho đề sơ cho cái phần ôn sớm để các vị học từ từ, vì cái trình độ cũng sai khác rất nhiều, cho nên là để cho các vị học từ từ cho nó dễ, chứ nếu mà cận quá đó thì là học theo không kịp, mà cái thời điểm đó thì hơi vội vàng. Cho nên là làm vội vàng những cái ba cái đề này nè, cho nên nó cũng hơi hao thời gian, rồi thời gian nó nhiều á, cho nên cũng buồn ngủ, cho nên cũng có sai sót, cho nên cóp qua thì nó hơi đánh lại, đánh cái âm thì nó cũng hơi sai, cho nên phần thứ hai con cá đã chỉnh sửa lại, tức là cái câu đầu, cái phần đầu là nó có sai cái phần này, cho nên có câu này là đạo đức chi sở bất tồn, tuy vương thiên hạ phi thông giả, rồi bá di thúc tề, tích chi ngạ phu giả, rồi kế là kim dĩ kỳ nhân nhi tỷ chi nhi nhân giai hỷ. Đó là cái này phiên âm, có cần dịch nghĩa không? Dạ chi sư dịch giùm con ạ. Cái câu này á, ngạ hay ngã sư? Ngạ. Ngạ đó là ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ, ngã ngã chứ không phải là ngã, không phải ngã, ngã không là có bộ ngã nè, nó có cái chữ âm lấy cái bộ ngã và nó lấy cái thức ăn là đói, ngã này là đói, thì cái này là đạo đức chi sở bất tồn, nếu mà dịch sát á, tức là đạo đức không tồn tại, tức là cái người mà đạo đức không tồn tại. Nhưng mà nếu cái người, mình dịch là cái người đạo đức không tồn tại, nó không có hay. Cho nên tác giả mới chỉnh lại, làm tức mình dịch sát, tức là cái người mà đạo đức, người là tức là bất tồn chi, sở bất tồn chi gì? Chi nhân, tức là cái người mà đạo đức không tồn tại. Và cái này là một cái từ tổ, làm chủ ngữ cho câu này. Nhưng mà nếu mà dịch như vậy, thì nó không có hay câu văn, cho nên tác giả chuyển lại, dịch là nếu người không có đạo đức, người mà đạo đức không tồn tại, tức là người không có đạo đức, thì vậy các vị dịch cách nào cũng được hết. Nếu dịch là nếu người không có tồn không có đạo đức thì giống như bản dịch của trong bài mà mình có trong tay thì cũng được, hoặc là dịch là cái người mà đạo đức không tồn tại, tức là dịch theo ngữ pháp, đây là một cái từ tổ chữ sở, người đạo đức không tồn tại. Tuy vương thiên hạ, chữ vương này vốn là vua, là danh từ thôi, nhưng mà ở đây á, nó đứng
trước cái chữ thiên hạ là tân ngữ, cho nên là tuy làm vua, à, cho nên chữ vương này lúc này là dịch là làm vua, không phải là vua không, nó là động từ, à, biến thành động từ. Rồi kế nữa là thiên, à, tuy làm vua, à, nếu mà làm vua trong thiên hạ thì nó không không có rõ, cho nên người ta dịch là làm vua trị thiên hạ hay là cai trị thiên hạ hay là làm vua trong thiên hạ cũng được. À, phi thông thì hôm trước có nói rồi, nếu mà theo tác giả dịch đó là chẳng có thông, nhưng mà chẳng có thông thì không rõ, cho nên là con tra cái từ cái bản dịch của Hán Hiện á, thì cái bài này dịch là chỗ này, đoạn này dịch là chẳng có chẳng phải là cái người là cái người gì, người thông, à, chẳng phải người thông là cái bản dịch của cũ, tức là bản dịch của tác giả dịch. Còn trong cái bản mà ta diễn nha, dịch ra cái theo cái Văn Hiện để mà giải thích, để mà Vinh Hiển thì là cái chữ thông, phi thông này có nghĩa là chỉ chẳng có đáng từ, bởi vì bốn cái ông vua mà vua Trụ, vua Lệ, vua những cái bốn vua đó là cái vua tàn ác ở trong lịch sử. Cho nên là cái người mà không có đạo đức á, thì tuy làm vua là dụ cho làm vua giống như bốn ông vua đó đó, thì chẳng có cái gì là vinh hiển hết. Chứ nếu mình nói dịch là làm vua trong thiên hạ chẳng có thông, chẳng phải là người thông, thì đâu có ai hiểu. Cho nên con mới thấy là cái chỗ này hơi lúng túng, cho nên mới tra cái bản mà người ta dịch bằng cái Văn Hiện á, mình thấy là chẳng có gì là vinh hiển. À, cho nên là phi thông, các vị nên dịch là phi thông có nghĩa là chẳng có gì là vinh hiển. Bởi vì bốn cái vị vua đó tuy làm vua nhưng mà người đời mà khi nhắc tới là người ta nguyền rủa, à, hay người ta nhục mạ, cho nên là không có đáng gì mà vinh hiển. Tuy làm vua là chức vụ cao cả. Rồi câu dưới là Bách Di, Bá Di Bích, à, Thúc Tề, Tích Chi Ngạ Phu Giả. À, thì chữ phu này giống là cái người, cái bậc, cái người. À, Bá Di Thúc Tề là hai cái vị, là khi xưa là hai người anh và hai anh em. Hai anh em này là khi mà người vua muốn truyền ngôi cho người em thì người em không có chịu, và sau khi người cha chết rồi á thì trao cho người anh cũng không chịu, cả hai anh em đều không chịu. Rồi người cha mới là khi người cha chết rồi á thì người anh bỏ đi, rồi người em cũng bỏ đi theo sau. Tức người em á vì không làm chịu làm vua vì cha truyền rồi, nhưng mà người em cũng không có muốn như vậy, bởi vì nó trái với cái đạo nghĩa, theo cái tinh thần mà khí tiết của bậc mà sĩ phu đó, thì nó không có đúng cái đạo nghĩa, cho nên hai anh em đều bỏ đi hết và đi đến cái nước đó. Cái nước đó là một cái vị vua, con không có nhớ rõ lắm, nhưng mà vẫn là một vị vua cũng là cai trị với cái cách thống trị nó không có đạo nghĩa, không có đạo đức. Do vậy cho nên hai cái vị này là thà là nhịn đói chứ không phải ăn cơm của những cái người mà tà ác vậy. Do vậy cho nên là cái câu kế này là Bá Di Thúc Tề ngày xưa là cái vị, là cái người, phu này chỉ là cái người, cho nên câu này là đó, câu phán đoán, phải không? Bá Di Thúc Tề là chủ ngữ và Tích Chi Ngạ Phu là một cái thành phần phán đoán. À, cho nên dịch là Bá Di Thúc Tề là, bây giờ cái này nguyên là cái từ tổ định chung làm thành phần phán đoán, là cái người đói thôi, nhưng mà nếu mình nói là đói không thì nó không rõ, cho nên dịch là chết đói của ngày xưa. À, có những cái tình huống á, mình dịch theo chữ đâu nghĩa đó, nó sẽ thiếu cái, không có sáng tỏ cái vấn đề. À, cho nên mình thêm là dịch là cái người chết đói, chứ không có chữ chết ở đây. Chữ ngạ này không phải là chết, đã chỉ có đói thôi. Cho nên là cái người chết đói ngày xưa. À, kim dĩ kỳ nhân. Ngày nay á, người ta đem, dĩ này là giới từ, kỳ nhân là tân ngữ của giới từ dĩ, đem những cái người ấy, tức là đem hai cái vị mà Bá Di Thúc Tề này nè, kỳ nhân tức là người ấy, mà kỳ này chính là thay thế cho cái Bá Di Thúc Tề, đem những cái người ấy hay là đem hai vị ấy cũng được, mà so sánh cái điều gì đó đó với họ thì là sao? Nhi nhân giai hỷ, thì mọi người đều là vui mừng, bởi vì đây là những cái bậc mà có sĩ khí, có khí tiết, là những cái bậc có cái tâm là thanh khiết, là trong sạch, sống với đời sống trong sạch, cho nên người ta vui mừng. Còn cái con sau này á thì là cái người không có đạo đức á, thì sao mà khi mà nhắc tới so sánh bốn vua này thì người ta lại là tức giận, bởi vì bốn cái vị vua này là vị vua là dâm ô tàn bạo,
cai trị dân rất là tàn bạo, cho nên là hãy nhắc tới là người ta đã tức rồi, huống chi đã đem so sánh điều gì đó với họ, với ông vua này. Đó là cái ý nghĩa cái bài đạo đức này. Cho nên những cái câu này nó là có cái ý nghĩa, cho nên là mình phải học kỹ, bởi vì nó có cái ý nghĩa lịch sử mà nó có giá trị trong cái đời sống. Cho nên mình cũng để nhắc nhở mình đừng có sống trong cái đời sống mà mình đừng có ác trược, thì là nó để đời, không những đời này mà qua đời sau ta vẫn còn nhớ mãi trong lịch sử. Rồi còn ai thắc mắc gì không? Dạ sư, thưa sư, con nói sư nghe không? Dạ nghe. Thưa sư cho câu hỏi câu số 32 phần ngữ pháp. Không rồi sư nói cái từ vựng sư đổi lại mà như thế nào tụi con chưa có biết. Là đổi lại cái phần hôm qua tối hôm qua gửi đó, tức là cái từ chọn từ đúng và điền vào chỗ trống đó, 30 câu. Con chưa có biết, con chưa có cái đó sư ơi. Con gửi trên nhóm đó các vị, tối nay về tải vì hôm qua con gửi rất là khuya. Dạ. Sáng nay chỉ có một số vị cập nhật quá là thì là trong 30 câu đó, trong 30 câu đó sẽ cho 10 câu. Và dạ, cái câu đó có chích ra cái phần phiên âm dịch nghĩa. Nhưng mà thực chất là không có dịch yêu cầu phiên âm dịch nghĩa. Nhưng mà nếu làm được cái điều đó thì mình phải hiểu nghĩa. Cho nên là con để cái phiên âm dịch nghĩa cho các vị ở trong cái phần 30 câu đó, tức là phần thứ tư, phần chọn từ đúng. Thì các vị về coi đi. Nếu mà lớp có cần là ôn tập hay là phụ đạo thì con sẽ dành cho 2 buổi. Mà nếu các vị không cần thì cứ báo cho, cần cũng báo cho thầy lớp trưởng, không cần cũng báo cho thầy lớp trưởng để con biết, và chọn nếu mà cần thì chọn ngày nào thì là sẽ là ứng cái nhu cầu của các vị để mình thi cho tốt, học cho tốt. Vì không phải là kỳ thi này không, mà mình còn tiếp tục cho tương lai. Cho nên là cái sự mong muốn của con dạy thì là mong muốn cho các vị là phải có một chút kiến thức nào đó, chứ không có phải là chỉ đối phó. Bởi vì cái lớp này không ai yêu cầu mình học, phải không? Tự mình tìm học. Thậm chí lúc nãy chưa có hết ý, tự nhiên con quên mất tiêu, bây giờ lớn tuổi nó hơi vậy đó. Tức là lúc nãy con đề cập ra tại sao mà cái người Trung Quốc á, ban đầu tiên người ta không có chấp nhận đạo Pháp, mà bây giờ là những cái sinh viên đời á, phần đông là tất cả nó là phần đông làm cái đề tài về Phật Pháp, luận bàn về Phật Pháp, về kinh điển rất là nhiều. Thậm chí các giáo sư người nào ta cũng viết đề tài, viết sách đó, hết bộ này qua bộ kia bằng những cái tư tưởng về Phật học. Do vậy cho nên cái lớp này cư sĩ rất nhiều, thì cũng mong là các vị học cho nó tốt, sau đó mình có những cái kiến thức cơ bản của ngoài đời rồi thêm bây giờ mình thiếu cái phần Phật Pháp. Do vậy cho nên là học cái lớp này không phải là bổ sung cái kiến thức đời, mà bổ sung kiến thức Phật Pháp. Do vậy mong rằng là các vị học cho tốt, để sau này mình có cái điều kiện hay là mình có cái nguyện vọng đó, thì mình có thể là viết lách. Bởi vì những cái người Trung Quốc đó, người ta viết sách vở hay là viết những cái đề tài Phật Pháp rất nhiều. Đối với ban đầu người ta chỉ là người là nghiên cứu thôi. Ta nghiên cứu Phật Pháp với cái tính học thuật, tức là cái người nghiên cứu Phật Pháp, bởi vì cái tư tưởng triết thuyết của Phật Pháp nó rất là tốt, rất là hay và rất có giá trị, cho nên người ta thích nghiên cứu. Mà người ta, khi mà người ta nghiên cứu rồi, người ta sẽ có cái sự thâm nhập. Huống chi là chúng ta bây giờ đang học, và tất nhiên là khi mình học được những cái lý lẽ thì mình sẽ thâm nhập và có thể là dùng cái tài năng của mình. Nếu mà người nào có văn chương giỏi đó, thì các vị sẽ đem cái tài năng này để viết sách hay là viết những cái bài để đăng tải trên cái trang mạng hay là những cái tạp chí nào đó để cống hiến cho Phật Pháp, thì nó cũng có giá trị. Thì mà cho nên cái sự học này nè, mà khi mà mình học mà mình dùng những cái câu cú nó chính xác và nó rõ ràng, thì nó cũng là tốt cho mình, hỗ trợ cho mình cái câu cú văn chương. Vì có khi mình là người Việt, nhưng mà nếu mà mình không có quan tâm tới cái ngữ pháp á, thì tiếng Việt mình cũng không có biết cái cấu trúc ngữ pháp là như thế nào. Vì bản thân con cũng như vậy á, sau khi mà tiếp cận với cái ngữ pháp của tiếng Hán này nè, thì là con mới thông suốt cái ngữ pháp của tiếng Việt mình. Tức là từ tiếng Hán mình thông qua tiếng Việt mình có thể thấy cái câu cú rõ ràng. Cho nên nó hỗ trợ cho mình trong cái đời sống. Hay là có khi mình là cái người mà dân Việt á, mình bị 1000 năm mà, cho nên là văn hóa mình ảnh hưởng Trung Quốc rất nhiều.
À, cho nên có những cái từ người ta dùng tiếng Hán mà nếu mình không học á, mình đâu có biết được. Cho nên là hôm bữa cái bài phát biểu trong cái tiểu sử của Hòa Thượng mà Pháp Chủ mới vừa viên tịch á, à, con nghe có nghe cái từ tức là Ngài là cái bậc đóng lương. Nhưng mà nếu mà mình không học tiếng Hán á, mình đâu biết đóng lương là gì. Đóng lương là cái cột, cái trụ. Cho nên là những cái bậc, Ngài là những cái bậc rường cột, cột trụ trong giáo hội của Phật Pháp, của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì đó là mình học, phải học cho đến nơi đến chốn. À, cho nên tức là mình học hết sức của mình. Khi nào mà tới đó mình cái khả năng của mình tới đó thì mình chấp nhận. Nhưng mà mình chưa vận dụng hết cái khả năng mà mình học cho đến đối phó thì rất uổng cái phí phạm cái kiếp người của mình. Bởi vì được làm người không phải dễ. Rồi bây giờ các vị muốn phát biểu cái gì? Ai hỏi gì cũng nãy đó? Dạ thưa sư, cho tôi dạ, hỏi cái. Một người hỏi thôi, thầy hỏi trước đi. Thầy hay Phật tử vậy đó, người nam đó. Dạ, con Phật tử cô. Dạ. Thưa sư cho con hỏi cái câu số 32 phần ngữ pháp đó cô. Dạ, để rồi, 32. Dạ sao? Thưa sư là cái từ giả đó, là trợ từ thì thường quen dùng, nhưng mà con thấy trong ngữ cảnh này từ giả thay thế. Đó cái phần gọi là cái chỗ nước rộng lớn. Tại sao? Dạ, thì phần này con nói rất nhiều rồi. Tức là bởi vì các vị đã học quen 4 năm, 4 học kỳ chứ, 4 học kỳ ở trong những cái phần phần trước rồi. Cho nên bây giờ mà nếu đổi lại á thì các vị sẽ lúng túng. Chủ trương của khoa trung á thì các vị mà soạn cái giáo án á để mà học á thì phần đông cái vị này đã cho rằng là học cho nó là trợ từ cho nó dễ, cho sinh viên dễ. Cho nên là đã thói quen như vậy và phần đầu 4 học kỳ các vị đã học như vậy rồi. Bây giờ con đổi lại á thì nếu mà nói là đại từ hay là trợ từ thì các vị sẽ lúng túng. Cho nên con nghĩ còn có 2 học kỳ nữa à. Mà nếu mà đổi lại các vị, nhưng mà khi mà giảng bài á thì con đều có nhắc nhở, tức là khi mà giảng bài mình phải là khi mà dịch á mình phải nhận ra cái chữ giả này là trợ từ hay là đại từ. Mà sao mình phân biệt được trợ từ hay đại từ? Khi mà là trợ từ á thì nó phải có nghĩa, là không có nghĩa, bỏ đi nó không có mất nghĩa thì nó là trợ từ. Nhưng mà nếu mà là đại từ á thì nó phải có nghĩa. Thí dụ như ở đây nó rất nhiều nè, đại giả câu 30 đó, đại giả viết dương, tức là cái chỗ nước lớn á thì gọi là dương. Rồi khả dĩ bạc chu giả thì cũng này là cũng đại từ, có nghĩa là chi xứ, cái chỗ có thể đậu thuyền. Cho nên cái này cũng là đại từ. Rồi câu dưới là 32 đó, đại giả viết dương, cái chỗ mà nước lớn gọi là dương, thì đó chữ giả này cũng là đại từ. Còn khi nào mà nó không có nghĩa gì hết, bỏ đi không mất nghĩa thì chữ dương đó, chữ giả đó là trợ từ. Cho nên khi học, khi giảng bài con cũng có nói đều có nói tất cả cho các vị nghe. Nhưng mà khi mình thi á, bởi vì có một cái số thôi đã 4 học kỳ rồi, bây giờ chuyển lại á thì rất khó. Thậm chí cái những cái phó từ đó mình thấy gặp giả là tạm thời các vị cho nó trợ từ để thi thôi. Nhưng mà kiến thức mà khi dịch á thì mình phải nhận ra là trợ hay là đại. Rồi cái chữ phó từ cũng vậy, không phải tất cả đều là trước vị ngữ là phó từ. Nó chỉ có một cái điều là trước vị ngữ thì nó là trạng ngữ. Cái ngữ á, nhớ phân biệt cái ngữ và cái từ nó khác nhau. Cái ngữ là cái nhiệm vụ chức năng, cái công việc của mình á. Ví dụ cái lớp này thầy A là lớp trưởng, thầy B lớp phó, thầy C là phó học tập hay là thư ký hay là thủ quỹ vân vân. Thì đó là cái nhiệm vụ gọi là cái ngữ. Còn cái tên thầy A, thầy B, thầy C thì cái thầy A, thầy B, thầy C đó là cái từ. Do vậy cái từ nó không có, nó chưa, thật ra nói ngữ pháp cho nó chưa phải là ngữ pháp, mới là cái phần đầu thôi. Nó chưa phải là ngữ pháp. Ngữ pháp khi nào cái nhiệm vụ trong câu. Cho nên hằng ngày khi mỗi lần con dạy con là đều nhắc nhở các vị là coi cái nhiệm vụ của nó là cái gì. Và đặc biệt là mình đã có cái ký hiệu quốc tế đó. Và ban đầu tiên á mình phải tập làm ký hiệu đó để mình khẳng định cái vị trí của nó, cái vai trò, cái nhiệm vụ của nó là cái gì. Rồi sau đó mình biết là cái thành phần đảm nhiệm của nó. Rồi thứ ba nữa là mình phải dịch nghĩa, coi cái ngữ nghĩa như thế nào thì mình sẽ quen dần thành phần đảm nhiệm nè. Rồi cái vị trí đứng nè, và cái ý nghĩa của câu, cái câu mà cái phần mình dịch đó
là như là rồi có nữa là khi mình biết được cái thành phần rồi bắt đầu coi dịch như thế nào thì mình coi nhận ra cái dạng là cái này là cái gì, vì sao mà tại sao con cứ hỏi hoài là cái này là cái gì, tức là từ tổ, nhưng mà từ tổ gì, là từ tổ chữ giả hay từ tổ định trung hay từ tổ chữ chủ vị hay là từ tổ chữ sở hay là cái này là cái gì, đây là kết cấu động tân hay là cái này là tân ngữ hay là bổ ngữ hay là gì, tùy ra phải hỏi hạch hỏi các vị hoài để chi cho quen dần, vì chưa có quen để mình nhận ra. Và đặc biệt mình hỏi học ở trên cái room này nè, cái online này nè, thì mình không có, con không có nhận được cái, không có thấy được cái mặt của các vị, cho nên không có biết được là các vị có hiểu hay không. Cái người dạy học á mà nhìn cái tư thế và cái sắc mặt của vị là các vị là biết được là có hiểu cái bài hay không. Và đồng thời là kiểm tra nữa. À, vì đúng trong lớp á là khi con giảng buổi đầu xong là buổi sau là con yêu cầu các vị lên làm. Dạ, dạ mô Phật thưa sư cho con hỏi. Rồi. Cái phần từ vận là thi của thầy mình bỏ rồi đúng không sư? Mình thay thế bằng các chọn cái từ đúng ở trong ngoặc đúng không ạ? Cái này nói giờ bữa giờ mấy lần rồi mà cũng vẫn còn hỏi. Thì đúng rồi, kỳ này mình thi, tức là lần nào mình cũng thi 4 phần. Nhưng mà bởi vì cái vị nào mà tắt mic á, tắt giùm. Cái rồi. Phần mà chọn cái từ để cô nói trước nè, để cô nói trước nè. Cái phần mà từ vựng á là mình đã trải qua 4 học kỳ rồi, mà học thậm chí học kỳ thứ 5 này cũng là thi rồi. Cho nên con nghĩ rằng là các vị đã quen, đã có một cái số kiến thức rồi. Vì chủ trương của Ni Sư Tuệ á, là cho các vị cái từ vựng này để với cái yêu cầu là các vị nhìn cái chữ Hán hoặc là đi chùa hay là gặp chữ Hán nào mình có thể nhận ra cái chữ này là cái gì. Cho nên cho các vị cái từ và không có yêu cầu là viết chữ à, cho nên cái yêu cầu của cô Tuệ nhẹ hơn. Nhưng mà đã 4-5 học kỳ rồi phải không, 4 học kỳ rưỡi rồi mình đã học cái thi cái từ vựng rồi, do vậy cho nên đã thấm rồi, có một số vốn lớn rồi, cho nên kỳ này con sẽ đổi lại bằng cái thư pháp thứ tư là điền vào chỗ trống, nhưng mà cũng là lật bật quá, không có đủ cái thời gian để mà chọn lọc cho kỹ, cho nên cũng tạm thời đáp ứng 30 câu thôi. Ở trong đó kỳ sau con sẽ đổi lại một cái xíu, tức là có khi kỳ này là phần đông là chỉ cho các từ gọi là giới từ hay liên từ hay là đại từ, nhưng mà kỳ sau con sẽ cho cái từ, tức là trong đó có một cái câu, tức là có một cái chữ nhưng mà nó giống nhau. Ví dụ mà một cái câu mà có chữ chánh là chữ chỉ hay là chữ gì đó quên rồi, tức là mình phải phân biệt cái từ để coi cái từ nào nó thích hợp trong chỗ trống, thì kỳ sau con sẽ đổi lại tức là phối hợp một số cái từ đó cho các vị quen dần với cái từ. Cũng có từ mình nhận từ nhưng mà nó phải có cái ngữ nghĩa, nhưng mà yêu cầu cái phần 4 đó không có yêu cầu phiên âm, cũng không phiên cầu dịch, không yêu cầu dịch nghĩa, chỉ yêu cầu là hiểu để mình điền vào cái chỗ trống, tức là 4 cái từ trong cái ngoặc, bây giờ mình chọn một cái từ nào để điền vào cái chỗ mà nó thích hợp, thì muốn vậy mình phải dịch được cái câu đó, cho nên cho để cái phần và phiên âm dịch nghĩa cho các vị. Thì trong cái phần đó có một vài câu tuy rằng trong bài học không có, nhưng mà trong cái phần mà ngữ pháp học á có rồi. Do vậy cho nên con cũng trích ra, và những cái câu đó cũng đơn giản, bởi vì nó cũng là thuộc cái đời thường mình nghe hoài. Với hơn nữa là trong ngữ pháp, phần ngữ pháp á, nó có học, phần ngữ pháp các vị đã học 2-3 lần rồi, cho nên là con cũng có trích ra ở trong cái vài cái câu trong cái phần đó để các vị thi. Thứ nhất là mình cũng học để cho cái kiến thức, thứ hai là mình cũng có hiểu được cái ý nghĩa về đạo pháp á, có những cái câu hay mình cũng hiểu được để mình áp dụng trong cái đời sống của mình cho nó có cái chất lượng, có cái tư lương. Dạ thưa sư, cái điền từ đó là mình điền ABCD hay là mình viết tiếng Hoa vô và cấu trúc đề của sư ra là câu tiếng Hoa không thôi, không có phiên âm, không có dịch nghĩa hả sư? Nãy giờ mới vừa nói xong rồi cũng không chịu lắng nghe. Không có phiên âm dịch nghĩa, chỉ điền từ vào chỗ trống và 4 cái từ, tất nhiên là phải viết chữ Hán rồi. Bốn cái chữ đó đều là không có ABC, mà 4 cái chữ đó đều là chữ Hán, cho nên mình chọn cái chữ nào. Bốn cái chữ đó đã có sẵn chữ Hán rồi, bây giờ mình chỉ chọn thôi. Do vậy cho nên các vị phải học, và mỗi cái từ trong cái file mà con đã gửi bằng cái file, nếu phải gửi file Word á, thì nếu mà bị in ra nó sẽ biến. Nhưng nếu mà ai dùng máy điện vi tính á,
thì cái file PDF á, thì nó nhưng còn mà thôi mình đâu có in ra đâu sao. Nghe nói cho rõ đã, chưa họ chưa nghe, không chịu lắng nghe. Đang giải thích là cái từ mà cái đáp án mà đúng với cái từ, cái bốn cái từ đó đó thì là tô màu xanh và đặt gạch dưới và in đậm, cho nên các vị về để học thuộc lòng. Nếu mình không hiểu được thì trước mắt mình phải học thuộc lòng. Còn nếu những vị nào mà hiểu được ý nghĩa đó, mình chọn chính xác đó, thì đã tốt hơn nữa. Tức là bởi vì con mới để cái phần phiên âm và dịch nghĩa để các vị đối chiếu. À, tức là vì sao mình dùng cái từ đó, mình phải hiểu được. À, thì đó là cái yêu cầu chỉ điền viết chữ Hán, mà chữ Hán đó đã nằm trong bốn cái từ đó rồi. Và cái giờ cái đáp án á, thì là sao? Là tô màu xanh và in đậm, đồng thời có gạch dưới để biết là chọn cái từ đó. Rồi bây giờ tóm lại là các vị tự về coi lại tổng quan bốn ba phần kia thì cũng đã coi rồi, và cái phần thứ tư này cũng coi nữa. Đồng thời là trong quá trình học này, để bước qua cái giai đoạn mới là học kỳ 5, học kỳ 6 chứ, phải không? Học kỳ 6 là con sẽ cho học kinh. Các vị có chịu học kinh không? Không học những bài khóa bình thường nữa, bởi vì mình đã trang bị một số kiến thức tương đối là ổn ổn rồi. Mặc dầu chưa có nhiều lắm, nhưng mà cũng tạm tạm. Thì là mình sẽ thông qua cái bài kinh điển để mình vừa học kinh điển, có cái những cái câu hay, những cái lời dạy hay để mình học áp dụng trong đời sống tu học của mình. Đồng thời là mình cũng phải biết về và trang bị những cái kiến thức trước đây nè, để cho mình có cái cấu trúc, mình hiểu được khi dịch là mình phải nhận ra cái cấu trúc này là cái gì, thành phần này là cái gì. Khi nhận được rồi mình mới biết dịch ra sao, phải không? Dạ thưa sư, tới đó sư cho mấy bài kinh đó sớm sớm. Chưa thi là nó lâu, bây giờ chúng ta là thi đi. Lên dạ thi không, con nói tới đó. Đúng rồi, sẽ cho sớm. Dạ. Và trong thời gian này chưa thi là cô sẽ chuẩn bị kinh Hàn dễ dịch tới sư ơi. Kinh Hàn, học kinh Hàn chữ Hán dễ dịch. Không, định cho các vị học kinh một số cái, tức là nhiều lắm không có thể nào hết được. Tức là cho cái học cái kinh Pháp Bảo Đàn. Mà trước tiên là cái phẩm hành do, bởi cái phẩm hành do là nói lên cái nguyên nhân ngộ đạo và tu hành của ngài Đạt Ma, ngài Huệ Năng. Rồi sau đó là trích ra một cái vài cái đoạn, tức là trong cái Pháp Bồ Đề Tâm Văn cũng có nhiều cái câu hay và đối với Phật tử cũng rất là ích lợi. Do vậy cho nên là, và không những là ích lợi cho cư sĩ rồi, nhưng mà người tu cũng vậy. Nếu mà mình tu hành bê trễ đó, thì cái điều này là do một vị nhìn thấy cái hiện trạng tu hành của Tăng Ni nó bê trễ, cho nên viết ra cái lời để khuyến nhắc cho các vị tu hành. Cho nên đối với tu hành cũng tốt, mà đối với cư sĩ cũng tốt. Mà sợ không có đủ thời gian cho con sẽ trích vài cái chọn. Vì trong cái 10 cái điều mà gọi là Pháp Bồ Đề Tâm Văn, nó có 10 cái điều vị đã đưa ra để mà nhắc nhở, khuyến tấn cho các vị tu hành, nói chung là cư sĩ lẫn người tu sĩ. Do vậy cho nên là con sẽ chọn vài cái mục nào nó thiết thực mà nó cần thiết nhất. Chứ không thể, nếu muốn học hết cái đó thì nó không có đủ thời gian, vì thời gian của mình học rất ít. Rồi nếu như mà con coi lại trong cái bài Thiền Lâm Bảo Huấn, mà nếu có những câu nào hay thì cũng sẽ thêm một vài câu, một vài bài giống như kỳ này đó, mình cũng học mấy bài trong cái bảo Thiền Lâm Bảo Huấn. Như vậy đó, các vị có kỳ này sẽ không có học những cái bài khóa ở ngoài đời nữa, bởi vì khóa ngoài đời là nó có những cái mẫu câu, cái cấu trúc ngữ pháp đó, cho nên mình bắt buộc mình phải học. Vì trong kinh điển là nó không có được người ta chọn lọc, mình học đại thì cho nên có những có cấu trúc, có cái không có, cho nên mình không có học được cái cấu trúc ngữ pháp. Mà bây giờ thì mình đã trang bị tương đối là ổn, nên các vị nếu mà không hiểu á, thì hai cái buổi mà con để dành cho phụ đạo cho các vị đó, thì không những ôn thi, mà nếu các vị nào mà không hiểu á, thì cứ trình bày và thắc mắc, từ cái chỗ thắc mắc đó đó thì mới là giải đáp nó mới cụ thể được. Chứ đừng có lên học rồi xong rồi không hỏi gì hết, rốt cuộc thời gian bỏ ra mà cuối cùng mà mình, các vị cũng không có được lợi, rồi con cũng không có được lợi, tức là mất thời gian mà nó không có ích lợi thì nó rất là tiếc. Cho nên là phải coi, vừa thứ nhất là để chuẩn bị cho kỳ thi, vì theo thầy lớp trưởng nói là kỳ này thi tới nhiều môn, nhưng mà thực tế đó, kỳ trước mình không có thi nhiều môn,
nhưng mà các vị cũng bận làm cái bài thu hoạch hay là chuẩn bị làm cái tiểu luận đó, không biết lớp này có làm tiểu luận không, thì cũng có cái phần đó rồi, cho nên nó cũng mất thời gian. Cho nên kỳ đó tuy rằng không thi nhiều môn kỳ trước đó, kỳ giữa đó, nhưng mà là mình đã viết bài cũng mất thời gian, thì kỳ này không viết bài nhưng mà lại thi thì nó sẽ là bù vô qua thôi. Cho mình nên người học sinh đó, thì lúc nào cũng bận, lúc nào cũng phải là bận rộn với bài vở. Nhưng mà trải qua một cái thời gian mà khi mình hết là học rồi á, thì mình thấy là cái bận rộn đó nó mới có giá trị, nó mới để lại một cái gì đó cho cái bộ não của mình. Cho nên là các vị phải coi lại trong những cái phần mà ôn tập này có thắc mắc gì, ngoài ra trong những cái bài khóa mình vừa học rồi thì có thắc mắc gì, thì cứ là đem ra ghi lại để cái bữa học mà phụ đạo á, thì các vị có thể thắc mắc để hỏi, thì con sẽ giải thích lại. Vì có một cái, có những cái người không theo kịp, giống như sáng nay cái lớp đó là khóa, cũng là khóa 16, một thầy hỏi là sao mà chữ chi đó không biết là chỗ nào, không biết là chữ chi nó là dịch như thế nào, mà lúc mà mình dịch là của, có lúc mình không dịch là lúc nào, thế nào, tức là mình có tự mình thắc mắc á, thì khi các vị thắc mắc thì con mới là hiểu được cái chỗ mà các vị không hiểu như chỗ nào, mới là đúng ra là cái người dạy là phải có cái bài tập rồi có cái người lên làm thì mới thấy được, mới biết được cái chỗ khuyết của các vị. Nhưng mà mình học ở đây nó không có điều kiện, vì nhất là quan lai, thứ hai nữa là thời gian cũng rất ngắn nên không có đủ thời gian để cho làm bài tập. Thật ra cái người ta cho làm bài tập là cái mục đích vậy đó, tức là thấy được cái chỗ khuyết của các vị, thì từ chỗ khuyết đó người dạy mới có thể là xoáy mạnh cái vấn đề đó. Nhưng mà bây giờ cái điều kiện mình không có, cho nên tự chủ động. Khi mà trong lớp á, mà con kêu á, thì các vị nào giỏi á, thì là trình bày qua. Thì kỳ tới á, con sẽ cho các vị là tự trình bày. Tức là sau khi một cái đoạn nào đó đó, mình học, mình chuẩn bị kỳ tới này, mình sẽ học những cái đoạn này. Thì các vị sẽ chuẩn bị theo những cái lớp mà trung cấp con dạy, và trên cái online con cũng yêu cầu các vị như vậy. Nhưng mà nếu các vị giỏi á, thì nên là nỗ lực trước để mà hỗ trợ cho cái không khí của cái lớp, rồi sau đó những cái người mà từ từ ta nâng cao đó, bắt đầu ta đi theo sau, ta mới cái người ta mới là cố gắng nỗ lực và mà dõng bảnh thêm. Còn nếu mà đầu tiên bắt những người yếu thì là sẽ người ta sẽ nhát và sợ, rồi không dám học, rồi có khi bỏ luôn luôn. Do vậy cho nên kỳ tới con sẽ yêu cầu các vị là trình bày lại. Tức là đưa một cái những cái đoạn đó xong, các vị sẽ trước khi lên lớp, trước khi con giảng á, thì các vị sẽ là tự mình phân tích, là tự mình trình bày, tức là nói bằng miệng á, nói bằng miệng rồi giải thích, dịch lại, đọc âm, dịch nghĩa lại, từ từ thì coi kỳ tới áp dụng cái phương pháp đó. Bởi vì cái lớp trung cấp con dạy á, thì các vị đều là làm như vậy đó, nhưng mà thấy tiến bộ rất là rõ. Tất nhiên là đầu tiên á, là cái sự áp lực rất là lớn, nhưng mà trải qua một thời gian thôi sẽ quen dần, và cái trình độ nâng cao rất là rõ rệt. Do vậy con cũng muốn là áp dụng trong cái lớp này thử coi các vị thấy coi nó có kết quả hay không. Các vị chịu đồng ý không? Ở đây tuy rằng chỉ có khoảng 80 người đổ lại, cho nên là mình có thể đồng ý cái cách học này không? Nhưng mà yêu cầu là các vị nào mà khá đó thì phải nỗ lực tí xíu năng nổ để mình tiêu biểu cho lớp, là lấy làm cái sức bật cho lớp, chứ đừng có ngại. Rồi sau đó những cái người mà yếu yếu thì người ta thấy từ đó người ta mới nối bước theo sau. Rồi thôi bây giờ bài trong bài khóa. Dạ thưa sư. Dạ thưa sư, có câu 10 trong điền có chỗ trống á, là dịch bị nhầm, bị sai á sư. Thì bây giờ cái phần đó đó, cái phần đó nó là tối hôm qua làm cũng hơi lật bật. Cho nên các vị cứ mọi người nào có khả năng hay là người nào mà có phát hiện cái gì thì cứ nêu lên, con sẽ chỉnh lại ha. Câu 10 bị thiếu chữ sư. Và câu 28 nữa sư. Câu để lấy cái phần firework để cho nó dễ để bôi nó. Firework là
Không phải. Rồi lớp có thấy không? Có thấy phai quật không? Dạ thấy chị, dạ chị, dạ thấy. Rồi vậy cái câu nào? Dạ câu số 10 á sư. Câu số 10. Tại sơn gian giả, chi thủy diêu vong, diêu vọng hay là giao vọng, đúng là sót. Cái này là tại sơn, nhưng mà cái phần này các vị tự thêm vào, tức là tại sơn gian chi thủy giao vọng. Cái này tức là không có phải trong bài nó nguyên si cái này, nhưng mà nếu mà liệt kê từ cái đoạn đó đó thì nó sẽ là dài quá, cho nên con tách ra theo cái ý nghĩa giang. Tại sơn gian chi thủy ở trong bài tức là tại sơn gian chi tại sơn gian giả, phải không? Do vậy ra đây con để là tại sơn gian chi thủy, bởi vì nó cái ngữ cảnh không có cho nên phải thêm rõ ra là chi thủy thay thế cho trong bài là chữ giả, cho nên dịch là nước ở trong núi, rồi giao vọng tức là nhìn từ xa. Rồi bây giờ mình dùng cái chữ nào? Chữ chi, phải không? Nhìn từ xa nhìn nó, từ xa nhìn nó. Như vậy ở đây là trong bài chữ tại sơn gian giả chi thủy diêu vong, sai cái chỗ đó đó, tức là đổi lại các vị, là tại vì ở đây có trong bài mà không có chú ý, tự các vị sửa lại được không? Hiểu không nha? Nói vậy có hiểu không? Dạ hiểu. Tức là ở trong bài là giả, bây giờ thay đây chi thủy rồi diêu vong á, là nó cái đoạn bên dưới, nhưng mà nếu diễn tả hết cái đoạn bên trên thì nó dài quá, cho nên là con tách ra, tức là nước mà trong núi này nhìn nó, từ xa nhìn nó, cho nên mình chọn chữ chi trong này thì giống như cái gì đó, thì đó là cái câu thứ 10. Bây giờ câu thứ 10, câu mấy nữa? Dạ câu 28 thưa sư. Hai mươi tám là hành giả diệt dĩ, diệt nghĩ, hành giả diệt nghĩ, vị trí tuệ thủy cố, thì cái này cũng vậy, cũng là, tức là tách nó ra, người tu cũng như vậy, tức là dĩ trí tuệ thủy cố, tức là dùng cái nước trí tuệ, chứ không có giống cái ý này, tại vì con tách ra bớt đi á, lược bớt đi, cho nên là dùng cái hành giả diệt dĩ là bỏ cái đoạn giữa, rồi bây giờ nối vô cái phần là dĩ trí tuệ thủy cố, là dùng cái nước trí tuệ, thì là sao? Thiện tu thiền định linh bất lậu thất, thì sẽ là khéo tu á, tức là khéo tu thiền định, khéo tu cái dùng cái nước đó mà khéo tu thì nó sẽ là thiền, khéo tu thiền định á, thì nó sẽ là khiến cho cái nước trí tuệ nó không có rỉ mất hay là không có lọt mất, thì cái này là tại vì là tỉnh bớt, lược bớt những cái đoạn mà nó dài quá trong cái bài nội dung này, mà nếu cho cái nội dung dài quá thì các vị sẽ thấy ngán, cho nên con tỉnh lược bớt, nhưng mà tỉnh lược rồi cái cóp cái phiên âm không có để ý, cho nên các vị sửa lại. Ở đây chỉ có là, tức là mình chỉ hiểu thôi chứ còn không cần yêu cầu là viết phiên âm dịch nghĩa, chỉ chọn cái từ dĩ vào đây điền vào khi thi đó, chỉ cho cái đề là cái đề trên, xong đó là cho cái câu này và cũng mở ngoặc mà cũng có chấm 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 vậy. Thì khi mình sẽ, và khi thi thì không có để cái chữ dĩ này là màu xanh hay là tô đậm hay là gạch dưới, mà chỉ là để giống nhau hết, cho nên các vị để ý. Và phiên âm dịch nghĩa thì cũng không có, cho nên đây là để trong lúc mình học á, mình để thôi. Và câu này là bởi vì tỉnh bớt, lược bớt những cái phần kia, cho nên nó khi chích cái đoạn vô là không có để ý, nên nó sai. Rồi câu nào nữa? Mô Phật chỉ là mình đem chữ dĩ vô, mình đỡ vô chữ cái chỗ chữ nhĩ hoặc xưa ni sư. Em chỉ dĩ vô bỏ chỗ chấm chấm này nè. Dạ, điền vào chỗ trống, mà điền vào chỗ trống, tức chỗ trống này chấm chấm này nè. Cho nên là dạ, những cái từ mà màu xanh đó là điền vào những cái chỗ trống này. Mỗi chỗ trống đó là điền vào cái chữ màu xanh đó. Màu xanh này là đáp án đúng để các vị học, nhưng mà khi thi thì không có để màu xanh, cũng không tô đậm, cũng không gạch dưới. Dạ, rồi giờ cái ai nữa có câu nào nữa không?
thì không chép đề, không ghép đề, vậy mình viết như là số 28. Thì mình chỉ gì? Mình nếu mà không có đề thì lúc đó mình sẽ đề 29. Ví dụ 28 ghi chữ dĩ vô. Ghi chữ dĩ vô. À tại vì không viết đề, bởi vì còn nếu ai mà có in đề được á thì là viết vô luôn ngay chỗ trống này. Dạ. Gì đâu Phật. Rồi ai nữa? Nhưng mà nhớ là đề, đề cái câu là phần 4 ha. Rồi xong rồi câu 1, câu 2, câu 3 gì đó. Chứ không có không có để mà không có để phần nào thì không có biết lúc người chấm hơi cực. Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Trời đất ơi, vậy là phải thuộc bài mới họ làm bài được nè, phải học bài kỹ được. Nó còn nhẹ hơn mấy trăm từ phải không? Trời ơi, học từ dễ hơn sư ơi thế này. Dễ là tại vì các vị đã học lâu rồi cho nên là nó quen rồi. Bây giờ cái này cũng có 30 câu thôi. Và những câu này mình đã học rồi, chỉ có vài câu là mới thôi. Chú ý tí xíu. Một cái cách lạ rồi mình cảm thấy bối rối, nhưng mà coi lại cũng không dễ, không có, vì không yêu cầu dịch, không yêu cầu dịch, không yêu cầu viết chữ Hán, cũng không yêu cầu viên âm. Rất là dễ, chỉ cần mình hiểu câu thôi. Rồi ai còn ai thắc mắc gì nữa không à? Dạ đề như vậy là nâng cấp lắm rồi đó. Trời sư ơi, cái Zalo của con nó cái mục mà cái chỗ mà Hán cổ rồi mất tiêu thành ra không rồi con không có tài liệu gì trơn. Cái nối kết đó hả? Dạ, cái chỗ mà Hán cổ đó, đâu mất tiêu, tự nhiên bấm lên đâu mất tiêu, bây giờ con không biết làm sao đi nữa. Là chắc sao? Là liên hệ tới những người bạn cùng học. Tổ trưởng liên hệ tổ trưởng lo vô. Dạ, anh đi đầu hả? Cảm ơn quý vị. Rồi còn ai nữa không à? Ai mới nói thưa sư đó? Đầu mà. Dạ, mô Phật thưa sư, sư chị lại dùng con câu 4 phần phiên âm dịch nghĩa ạ. Bốn. Tam thế. Câu này phải không? Thấy chưa? Dạ thấy. Câu 4 là tam thế chư Phật sở dĩ thành đại giả. À, cái câu này là lúc học đó, cũng tại vì có một số các vị không có học. Cái câu này nếu mà mình không học đó, thì mình sẽ thấy là rất là rối. Bởi vì tam thế chư Phật sở dĩ thành đạo giả. Trước tiên chữ giả này không có nghĩa là trợ từ. À, bởi vì bỏ đi không có ảnh hưởng gì hết. Thôi. Cái màu đỏ này cho các vị. Bây giờ dịch nè. Từ tổ định chung, phải không? Tam thế chư Phật là từ tổ định chung, cho nên mình dịch là chư Phật trong ba đời sở dĩ thành đạo, tức là thành đạt đạo quả hay là thành đạo cũng được. À, vô du, du là vượt qua. À, vô là không, không có vượt qua. Ư thử, trong bài là ư thử, bây giờ mình có ư tịnh giới luôn, tức là không vượt qua cái giới này. Tất cả các chư Phật trong mười phương ba đời đều là dùng cái giới này để mà nó mới thành đạo được. À, cho nên là không thể vượt qua cái giới này hay là tịnh giới. Rồi cái này là cố vân phá hữu phá giả đắc danh tỳ kheo. Bởi vì trong cái đoạn này nó có cái đoạn phía dưới nó chú bổ sung nữa. Nếu mình học cái đoạn này không mà mình không có đoạn dưới thì mình không có hiểu được. Tức là cho nên nói hữu phá giả, tức là cái người có phá giới. À, cái người có phá giới, đây là một cái từ tổ chữ giả. À, tức là cái người phá giới là cái người đã thọ giới, phải không? Mới phá thì đã thọ giới, tuy rằng phá giới nhưng mà cái người này vẫn được gọi là tỳ kheo. À, cho nên là được gọi là tỳ kheo, ý muốn nói là ở đây muốn nói là cái người có thọ giới và người không thọ giới, ở phía dưới có nhấn mạnh cái điều đó. À, tức là muốn nhấn mạnh là lý giải cho các mọi người biết rằng ở đây muốn nói câu này là muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng người có thọ giới và người không thọ giới. Mà người không thọ giới, người có thọ giới á, mà tuy rằng phá rồi á, nhưng mà vẫn gọi là tỳ kheo, bởi vì cái giới đó tùy theo nặng nhẹ mà để xử lý trong cái đạo pháp đó. Cho nên nhưng mà vẫn gọi là tỳ kheo. Khi nào mà trục xuất khỏi cái hàng xuất gia thì mới là không còn gọi tỳ kheo nữa, phải không? Cho nên ở đây muốn nói là người có
phá giới, tức là người có thọ giới rồi phá giới, là ý vậy đó. Rồi đắc gọi, đắc danh tỳ kheo cũng gọi, được gọi là tỳ kheo rồi. Vô phá giả, đắc danh vi ngoại đạo. Còn người không có phá, người không có hữu phá, tức là người không có phá giới, tức là người không có thọ giới, thì không có phỏ giới thì đang sống phá giới đâu mà phá. Cho nên là cái người không có không có phá giới, người không có phá giới được gọi là ngoại đạo là vậy, tức là người không có thọ giới. Thì không thọ giới thì là cái người bình thường rồi, mà người bình thường thì đâu có gọi là tỳ kheo được, chỉ là cái người cái đạo khác thôi, một cái đạo nào đó gọi là ngoại đạo. Thì đó là cái ý nghĩa. Phần này là bên dưới có cái dạy chú, có cái phần bổ sung cho cái ý này, tức là cái điều này nè muốn nói rằng là người có thọ giới và không thọ giới. Cho nếu mà mình chỉ đọc cái này không thì mình cảm thấy là rất là tối nghĩa, không có hiểu vì sao tự nhiên người không, người thọ giới, người phá giới mà được gọi là tỳ kheo, còn người không phá giới, mình tưởng rằng cái người thọ giới rồi mà không có phá giới thì gọi là tỳ kheo. Cái người không có phá giới này chính là cái người không thọ giới, mà không thọ giới thì sao phá, cho nên là gọi là ngoại đạo vậy đó. Được chưa? Cảm ơn sư ạ. Cái từ dễ, sở dĩ đó mình dịch nghĩa Việt nó là gì không? Sở dĩ trong câu nào? Câu 4 này hả? Dạ. Sở dĩ vẫn là sở dĩ thôi. Nó là danh từ, tức là ba chư Phật ba đời, trong ba đời sở dĩ thành đạo. Đó là liên từ ấy sư. Chữ sở dĩ này nó không phải là giống như cái sở dĩ mà là liên từ, mà nó là giống như là cái danh từ vậy đó, sở dĩ cái lý do gì đó, cho nên nó không có phải là liên từ. Ở trong câu này chữ sở dĩ này không phải liên từ. Thì hôm nào sẽ giải thích cái phần này lại ha, chữ sở dĩ á, để cô dẫn những cái câu ví dụ ra rồi giải thích. Rồi các vị trong cái bữa ôn cũng có thể giải thích ha. Dạ. Rồi các vị có ai thắc mắc gì nữa không à? Được. Vậy thôi mình nghĩ được chưa? Dạ được. Dạ, cảm ơn Phật sư. Dạ. Phật. Phật sư. Dạ, sư giúp bà ông cho hai buổi nữa. Dạ. Rồi thầy lớp trưởng phụ trách lấy tin tức rồi coi, rồi các vị mà muốn ôn thì phải lo chuẩn bị không? Coi thắc mắc gì để cái buổi ôn mình, hay là không phải ôn cái phần thi không, mà ngay cả cái những cái cấu trúc mà mình không hiểu á, thì mình cũng có thể gọi là hỏi được để cho mình giải đáp, mình mới hiểu được, nâng cao trình độ của mình lên. Thôi giờ thầy mời thầy lớp trưởng hồi hướng ạ. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con tổng niệm ân sư ạ. Mời đại chúng chấp tay hồi hướng ạ. Nguyện đem này về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Mô Phật. Thỉnh đại chúng nghỉ Dạ, Mô Phật, chúng con xin kêu Phật. Kêu Phật.